Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 29. Liền ở tất cả mọi người đều kinh hoàng lúc đó, Diệp Thần đã xuất hiện ở Đặng Bạc Thiên trước mặt. Năm ngón tay xé không khí, hung hãn bấu vào đối phương trên cổ. Thậm chí bởi vì dùng sức, Đặng Bạc Thiên cổ đã xuất hiện từng đạo máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Lần này, vậy chút chuẩn bị động thủ Lạc Kiếm Tông cường giả cũng không dám động. Không khí ngột ngạt đến mức tận cùng. Lạc Kiếm Tông một vị và Đặng Bạc Thiên quan hệ không tệ trưởng lão, bước ra một bước, uy hiếp nói, Diệp Thần, ngươi nếu dám giết Đặng Bạc Thiên, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đây là cho ngươi cảnh cáo, ngươi động hắn, hôm nay không chỉ Diệp gia muốn là ngươi chôn theo, toàn bộ Hoa Hạ đều phải là ngươi chôn theo. Tôn Tông chủ giờ phút này không có nói tiếp, trong tay hắn nắm một chuôi đoản kiếm. Đoản kiếm linh khí tràn ra. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần cố nhiên rất mạnh, nhưng là đã không có đường lui. Hắn như động thủ, người này hẳn phải chết. Chỉ bất quá, hắn không hy vọng Đặng Bạc Thiên xảy ra chuyện. Tiểu tử này mệnh đổi Đặng Bạc Thiên mệnh không đáng giá. Vạn Kiếm Tông trưởng lão Thẩm Thạch Khê nhìn một cái Tôn Tông chủ, có nhiều thú vị nói, thằng nhóc này có chút ý tứ, rõ ràng chân nguyên cảnh, lại có thể đối kháng thần du cảnh cường giả. Côn Lôn hư không thiếu loại này vượt cấp giết người tồn tại, nhưng là thằng nhóc này đến từ Hoa Hạ. Hoa Hạ linh khí như vậy mỏng manh, ta thật là tò mò, hắn là làm sao làm được. Tôn Tông chủ ngẩn ra, nhìn một cái Thẩm Thạch Khê, mở miệng nói, đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn đảm bảo người này? Thẩm Thạch Khê lắc đầu một cái, tại sao phải đảm bảo hắn? Hắn còn nữa thiên phú, ở ta Vạn Kiếm Tông xem ra, vậy không tính là cái gì? Giết liền giết, đúng rồi, người tựa hồ không được, có cần hay không ta ra tay trấn áp. Tôn Tông chủ vừa nghe những lời này, lắc đầu như trống lắc vậy, đại nhân, người đây là hại chết ta à, chém chết thằng nhóc này, ta Lạc Kiếm Tông tự nhiên có thể, ngài không cần lo lắng. Mới vừa rồi những người đó chỉ bất quá thử một chút tiểu tử này sâu cạn mà thôi. Thẩm Thạch Khê con ngươi híp lại, hai tay ôm ở trước ngực, không có bất cứ ba động gì. Cũng tốt. Thật ra thì Thẩm Thạch Khê trong lòng còn có một cái nghi ngờ, chính là Diệp Thần quyền pháp và thủ đoạn, nhìn như đơn giản, nhưng là cũng không giống như Hoa Hạ và Côn Lôn hư sản vật. Thậm chí có loại trở lại nguyên trạng ý nghĩa. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn trong lòng thậm chí cảm thấy Diệp Thần thi triển mỗi một chiêu đều tới từ thời đại thượng cổ. Nhưng là rất nhanh, hắn liền lắc đầu một cái hủy bỏ nói, hẳn là ta suy nghĩ nhiều, chẳng qua là không biết thằng nhóc này kiếm pháp như thế nào. Nếu như người này ở kiếm thuật trên có thiên phú, Vạn Kiếm Tông ngược lại là có thể cân nhắc từ Lạc Kiếm Tông cầm trên tay người. Giờ phút này, trận không khí bên trong quỷ dị tới cực điểm. Tôn Tông chủ không muốn kéo dài nữa, nếu như Lạc Kiếm Tông lại không đối phó được một cái Hoa Hạ chân nguyên cảnh tiểu tử, vậy bên cạnh Vạn Kiếm Tông hội trưởng lão thấy thế nào? Nói không chừng mấy ngày nay tích lũy ấn tượng tốt, toàn bộ sụp đổ. Nghĩ tới đây. Tôn Tông chủ ánh mắt báo cho biết mấy phần. Hắn bên người Lạc Kiếm Tông cường giả cũng hoặc là trưởng lão tự nhiên biết cái gì, bóng người phun trào, ngay tức thì bao quanh Diệp Thần. 10 vị thần bơi cảnh cường giả. Đối phó một cái chân nguyên cảnh thanh niên. Vậy là đủ rồi. Những cái kia Lạc Kiếm Tông cường giả thậm chí ngón tay bóp quyết, sau đó trường kiếm múa, vô số kiếm quang ở trên bầu trời cao lần lượt thay nhau. Tựa như hình thành một cái lưới lớn. Che đậy hết thảy. Diệp Thần, không chỗ có thể trốn. Tôn Tông chủ tựa như ăn chắc Diệp Thần, mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi bây giờ đã không đường có thể trốn, nếu như ta là ngươi, liền thả Đặng Bạc Thiên. Căn cứ điều tra của chúng ta, ngươi mẫu thân hẳn ở Diệp gia đi, còn nữa, ngươi tựa hồ có mấy cái hồng nhan chi kỷ, coi như không lo lắng cho ngươi, cũng phải là mẫu thân ngươi cân nhắc. Ngươi chẳng lẽ muốn để cho những người này là sai lầm của ngươi trả giá? Ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, thả ta Lạc Kiếm Tông người, chuyện này ta chỉ truy cứu ngươi, không truy cứu người bất kỳ. Nói xong, Tôn Tông chủ hai tay chắp sau lưng, chờ đợi Diệp Thần trả lời. Vậy 10 vị Lạc Kiếm Tông thần du cảnh cường giả ý định giết người phóng thích mở. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Người này tuyệt đối không thể lưu. Đặng Bạc Thiên thấy như vậy tình cảnh, âm u cười. Diệp Thần, ngươi không dám giết ta.
Lạc Kiếm Tông ở núi Côn Lôn mặc dù không tính là cái gì đại tông môn, nhưng cũng không phải là ngươi loại này người hạ tiện có thể chọc. Ngươi nếu dám lại tổn thương ta một chút, tin không tin ngươi mẫu thân và người phụ nữ đến cuối cùng cũng biết bị ta đùa bỡn. Có lẽ ta sẽ cùng các nàng ở ngươi thi thể trước mặt làm một ít chuyện thú vị. Liền tại tất cả người chắc chắn Diệp Thần sẽ chọn buông tay thời điểm, Diệp Thần ngẩng đầu lên, vậy trong mắt lạnh như băng quét nhìn tất cả mọi người. Sau đó, nhàn nhạt lời nói vang lên, các người đang uy hiếp ta. Ta ghét nhất một chuyện chính là người khác uy hiếp người nhà ta. Bất kỳ người uy hiếp ta, đều chết hết. Dứt lời. Rất bình tĩnh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Đặng Bạc Thiên trên mặt. Cực kỳ lạnh như băng. Long có nghịch lân tiếp xúc hẳn phải chết. Một giây kế tiếp, tại tất cả người ánh mắt kinh hãi bên trong, Diệp Thần năm ngón tay lực lượng cuồng bạo ầm ầm bùng nổ. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Đặng Bạc Thiên đầu lâu rất miễn cưỡng bị Diệp Thần tháo xuống. Huyết dịch văng khắp nơi. Vậy Đặng Bạc Thiên đến chết cũng không nghĩ tới mình sẽ xảy ra chuyện. Thằng nhóc này dưới tình huống này lại còn biết giết hắn. Hắn một khi chết, thằng nhóc này cũng chưa có bất kỳ dựa vào. Lạc Kiếm Tông tức giận, hắn làm sao chịu đựng. Đặng Bạc Thiên đầu lâu bị Diệp Thần tiện tay ném ở trên mặt đất, lại là lăn ở liền tôn tông chủ bên chân. Ta giết hắn, vậy thì như thế nào? Tôn tông chủ vẫn không nói gì, vậy vây quanh 10 người bên trong, đã có một người ngồi không yên. Trực tiếp động thủ, thậm chí liền tông chủ ra lệnh cũng không nghe. Một cái người hạ tiện, ngay trước Lạc Kiếm Tông nhiều người như vậy mặt giết người, nếu như không động thủ, vậy Lạc Kiếm Tông lại coi là cái gì? Thằng nhóc, nếu ngươi như thế thích bẻ gãy đầu lâu, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nếm thử tư vị này. Một tiếng thét dài, không để ý mọi người ánh mắt, người nọ thân hình trước mắt, hướng Diệp Thần chạy thẳng tới đi. Liếc xéo đến chạy thẳng tới ý định giết người, Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, trong mắt tràn đầy sắc bén. Hắn há có thể để cho đối phương được như ý. Vạn đạo kiếm pháp, cổ tay run một cái, chấn hồn kiếm nơi tay. Đối mặt lao thẳng tới mà đến đường cái huyền, Diệp Thần trực tiếp một kiếm càn quét ra. Rầm 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 rầm. Theo vạn đạo kiếm pháp thi triển, đầy trời kiếm khí, hướng đối phương cuộn sạch đi. Đạo này đạo kiếm khí, miễn cưỡng để cho đường cái huyền thân hình dừng một chút. Giết! Đối với Diệp Thần mà nói, thân hình bữa tiệc này giữa công phu, đủ để cho hắn chém chết đối phương. Kiếm phong đã chuyển, trong mắt ý định giết người bắn tán loạn, bất đồng đối phương phản ứng, Diệp Thần trường kiếm chém ngang xuống. Không! Tiếng gào tuyệt vọng tiếng truyền tới. Người nọ phát ra sau cùng tiếng gào thét. Hắn biết Diệp Thần quyền pháp rất mạnh, nhưng không biết kiếm pháp như thế khủng bố. Phốc suy. Chẳng qua là, vào giờ phút này, gào thét có thể ngăn trở Diệp Thần sát chiêu. Theo vậy nặng nề xuyên thấu tiếng truyền tới, theo máu tươi kia bắn tán loạn, theo thân thể người nọ chia hai đoạn hung hãn đập rơi ở trên mặt đất, toàn bộ bên trong sân yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Thiên địa vào giờ khắc này đều tựa như ngưng xoay tròn. Gió lạnh gào thét, có thể rõ ràng nghe được tại chỗ mỗi một người tiếng hít thở. Tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở vậy đầy đất máu tươi trên. Còn có vậy ở trong vũng máu, trường kiếm đứng Diệp Thần, giờ khắc này như núi đỉnh to lớn để cho người ngửa mặt trông lên. Lúc này mới bao lâu, Diệp Thần lại có thể trước mặt nhiều người như vậy chém giết nhiều như vậy là kiếm tông cường giả. Thằng nhóc này điên rồi. Yên tĩnh kéo dài không biết bao lâu thời gian, rốt cuộc, tỉnh hồn lại Lạc Kiếm Tông mọi người, hung hãn đổ hít một hơi khí lạnh. Diệp Thần. Lạc Kiếm Tông tông chủ cặp mắt đỏ thẫm gào thét. Được, rất tốt, ngươi thật rất có chút can đảm. Lạc Kiếm Tông tông chủ đã không có trước khi ổn định, hắn giận phát xung quan, hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Thần, sát cơ trên mặt, lại cũng không đi che giấu. Diệp gia. Không lưu người sống. Tông chủ. Chín đạo thân ảnh đồng thời bắn ra, đón Diệp Thần đi. Đao quang kiếm ảnh, khí thế ngất trời. Trong không khí, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Đối mặt Diệp Thần, bọn họ hiển nhiên chút nào không sợ. Theo chín nhân khí thế bung ra, đem hết cho thấy thần du cảnh thực lực, cùng trước kia bị Diệp Thần chém giết mấy người, mạnh hơn lên mấy phần. May là Diệp Thần.
phát giác chín người khí thế, cũng không khỏi được thần sắc thay đổi một chút. Hắn bây giờ thực lực muốn ứng đối chín người căn bản không có thể. Lôi động cửu thiên. Diệp thần chỉ có thể đem vậy đạo lực tính toàn bộ phóng thích. Chấn hồn kiếm bên trong lại là tràn đầy sấm sét. Kinh thành bầu trời thậm chí xuất hiện cuồn cuộn mây sấm. Dị tượng dậy. Lạc kiếm tông mọi người thấy một màn này, thần sắc quỷ dị. Ai cũng không nghĩ ra thằng nhóc này vậy mà sẽ dẫn động dị tượng như thế. Tôn tông chủ con ngươi âm trầm, không do dự nữa, hoàn toàn biến mất. Mà giờ khắc này, vạn kiếm tông Thẩm Thạch Khê diễn cảm nhưng có chút quỷ dị. Mới vừa rồi Diệp thần thi triển vạn đạo kiếm pháp lúc đó, hắn lại thấy được vạn kiếm tông kiếm kỹ bóng dáng. Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Hắn chau mày. Mà giờ khắc này Diệp thần tự nhiên bỏ mặc những người đó tâm lý nghĩ như thế nào, sắc mặt thâm trầm, một tiếng hừ lạnh, toàn lực thúc dục phát trong tay chấn hồn kiếm. Kiếm quang ngút trời, kiếm khí uy nghiêm, Diệp thần như mang theo mưa to gió dữ thế, che phủ đi. Tiểu tử này hơi thở làm sao càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc, làm Diệp thần khí thế triển hiện ngay tức thì, là kiếm tông chín người thần sắc không khỏi được thay đổi một chút. Chân nguyên cảnh. Diệp thần bày ra thực lực đúng là chân nguyên cảnh, nhưng là, vậy bộc phát ra hơi thở, để cho người kinh hồn bạt vía. Cái gì mắt gặp là thật tai nghe là giả, tất cả đều là gạt người. Ánh mắt thấy, vậy không nhất định là thật. Đây là một cái chân nguyên cảnh võ giả nên có hơi thở sao? Lại chút nào không thể so với bọn họ mấy vị thần bơi cảnh võ giả yếu. Nhất là Diệp thần trong tay vậy một thanh trường kiếm, bộc phát ra đầy trời lôi hồ. Thật là hoảng sợ vô cùng. Đây là pháp bảo, hơn nữa còn là cường đại pháp bảo. Chẳng lẽ đây chính là Diệp thần dựa vào? Chín người lòng, nhất thời trầm xuống. Mau ra tay, chậm thì xanh biến. Mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng là, nghĩ đến mình bên này nhưng mà chừng chín cường giả liên thủ, bọn họ lòng, cuối cùng là dễ chịu hơn một ít. Một tiếng thét dài, chín người cùng Diệp thần chống cự. Oanh! Mưa gió va chạm, ánh sáng chiếm đoạt, tiếng nổ nổ tung. Vô số sấm sét tựa như bộc phát ra. Trong nháy mắt gió lớn ngất trời, ánh sáng tách thả ra, như núi lửa nổ tung. To lớn lực lượng va chạm dưới, san bằng Diệp ra mấy chục mét phạm vi, cỏ cây đều gãy. Viện tử trực tiếp bị hủy. Rào rào. Lực lượng chống lại, để cho không gian tựa như đều bắt đầu vặn vẹo. Rột rột. Binh khí giữa va chạm, để cho Diệp thần và chín người đàn ông trung niên giằng co với nhau, để cho bầu không khí đổi được động lại. Cút ngay cho ta. Trên trán một giọt mồ hôi tuột xuống xuống, đối mặt chín người đàn ông trung niên ngăn trở, Diệp thần trầm giọng quát lên. Bên trong thân thể năng lượng cũng liều mạng bộc phát ra. Oanh! Lôi động cửu thiên mượn do chấn hồn kiếm phóng thích, cái này một cổ năng lượng đạt đến cực hạn. Tiếng sấm nổ tung, mấy tiếng kêu đau đớn tiếng chính giữa, Diệp thần cùng chín người đàn ông trung niên rối rít hướng phía sau bạo lui đi. Một chiêu giao phong, lấy một địch chín, bất phân thắng phụ. Ước chừng thối lui ra hơn 10 bước, Diệp thần ổn định thân hình miệng to thở dốc. Nếu như giờ phút này có người ngoài thấy cục diện như vậy, tất nhiên sẽ vô cùng kinh hãi. Một cái chân nguyên cảnh tiểu tử, lấy một địch chín. Lại miễn cưỡng cùng chín thần du cảnh võ giả giao phong không phân cao thấp. Điều này sao có thể? Tu luyện càng về sau, có thể nói là mỗi một tầng thứ đều có khác biệt một trời à. Thần du cảnh, nghiền ép chân nguyên cảnh, có thể nói dễ dàng. Huống chi là chín thần du cảnh cường giả. Làm sao có thể không bắt được một cái chân nguyên cảnh người? Mà như bây giờ tình huống nhưng là chân chân thiết thiết xảy ra. Nếu như trước lúc này, có người nói cho cái này là kiếm tông, sẽ có như vậy nghịch thiên chân nguyên cảnh võ giả, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy đây là thiên đại cười nhạo. Nhưng mà, giờ phút này, chín người nhưng là vô luận như thế nào vậy không cười nổi. Bởi vì, Diệp thần đứng ở trước mặt bọn họ. Hừ, thần du cảnh, bất quá như vậy. Nhìn thần sắc âm tình bất định chín người, Diệp thần lạnh lùng hừ nói, không có chút nào ý khiếp đảm. Mặc dù một chiêu giao phong chưa từng chiếm cứ lên gió, nhưng là, mình nhưng cũng là chưa từng rơi vào hạ gió, không phải sao? Đối phương có lẽ chưa từng dùng hết toàn lực, nhưng là, mình không cũng là vô ích đem hết toàn lực sao?
Diệp thần, đừng cuồng ngông. Nghe được Diệp thần vậy tràn đầy giễu cợt hừ lạnh thần, chín người sắc mặt nhăn nhó. Đây là sỉ nhục. Cuồng ngông, ha ha ha, ta chính là cuồng ngông thì như thế nào? Các người chín người, không ngăn được ta. Ta như phải đi, ai có thể ngăn trở? Như các người không tin, có thể thử một chút. Ta định để cho các người máu nhuộm ngàn xích. Cổ tay run một cái, kiếm phong hướng, Diệp thần lộ ra sát cơ. Hắn thần sắc xử không có tiền lệ lạnh như băng. Hắn phải ở lôi động cửu thiên lực lượng hao hết trước, chém chết tất cả mọi người. Rầm rầm, cổ tay run một cái, trường kiếm múa. Trong cơ thể đã sớm tích góp chân khí, như nước lũ bùng nổ. Vạn đạo phần thiên. Thậm chí, Diệp thần trực tiếp thi triển ra vạn đạo phần thiên. Đây cũng là Trần Thiên Lê dạy kiếm pháp của hắn một trong. Cái này một bộ kiếm pháp uy lực có lẽ không phải cường đại nhất. Nhưng là, tốc độ cũng tuyệt đối là nhanh nhất. Chủ yếu hơn chính là, cái này vạn đạo phần thiên kiếm pháp phiêu giật nhiều thay đổi, tiết kiệm chân khí. Chính là đối mặt cục diện như vậy cao nhất lựa chọn. Ở Diệp thần thúc dục phát dưới, một hồi khẽ rên tiếng truyền tới, chân khí và sấm sét đồng loạt bùng nổ, chấn hồn kiếm phóng lên cao. Huyết long xông ra. Bổn mạng linh phù thiên lôi ầm ầm bùng nổ. Ngao. Huyết long vào giờ khắc này tràn ngập sấm sét, sử không trước ca, xông vào vân tiêu, che khuất bầu trời. Thương long huyễn thân quyết bị hiện ra đến mức tận cùng, Diệp thần thân hình ngay tức thì hóa số lượng đạo hư ảnh, không chỗ nào không có mặt. Một kiếm đánh ra, thiên địa biến sắc. Thuộc về Diệp thần phản kích bắt đầu. Diệp thần di động tại những thứ này là kiếm tông cường giả bên người. Trên người đồ dạo phố đã vỡ vụn mấy phần. Thậm chí hắn trên người có mấy đạo vết kiếm. Muốn đối phó cái này chín người, biết bao khó khăn. Bất quá hắn vậy phát hiện những người này tai hại. Mặc dù đều là thần du cảnh, nhưng là vững chắc trình độ cũng không đạt tới mình. Nói cách khác, những người này đều là đan dược đống triệt đi ra ngoài. Còn hắn thì ở lần lượt sống chết bây giờ ngưng tụ cảnh giới. Cảnh giới mặc dù chênh lệch rất nhiều, nhưng là bàn về thật là thực lực, lại không có quá chênh lệch lớn. Kiếm dậy, kiếm rơi. Diệp thần tựa như ở trong giết hại tách thả ra. Giờ khắc này, hắn đối với Trần Thiên Lê kiếm pháp càng phát ra lĩnh ngộ. Một người gục xuống, hai người gục xuống. Đến cuối cùng, chín người toàn bộ ngã xuống. Không có sức đánh một trận. Mà Diệp thần cũng ở đây từng ngụm thở dốc. Trên người hắn đồ dạo phố đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong mắt hắn tràn đầy tia máu, dữ tợn đến mức tận cùng. Đây phảng phất là hắn cực hạn. Nhưng là loại cảm giác này quá đã. Hắn thậm chí có đột phá cảm giác. Sau lần này, hắn liền có thể bước vào chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Đột nhiên, một đạo lạnh như băng cảm giác tấn công tới. Diệp thần con người co rúm một cái, theo bản năng né tránh. Nhưng đã muộn. Một chuôi đoản kiếm phá vỡ tới, trực tiếp xuyên thấu Diệp thần thân thể. Cũng may không phải là muốn hại. Diệp thần cúi đầu nhìn lướt qua vết thương, lại phát hiện lan tràn một tia màu đen. Có độc. Hắn không do dự nữa, từ luân hồi mộ địa lấy ra một viên đan dược vào miệng, màu đen kia vết thương mới dừng lại lan tràn. Hắn hướng đoản kiếm bắn tới phương hướng đảo qua, chính là Lạc Kiếm Tông Tôn Tông Chủ. Mà giờ khắc này, Tôn Tông Chủ, quanh thân ý định giết người, đầy trời che, vô cùng kinh khủng. Ai có thể nghĩ tới, đối phó một cái thằng nhóc chưa dứt sữa, hắn mang ra ngoài tất cả mọi người đều bỏ mình. Lạc Kiếm Tông cơ hồ là bị thương nặng à. Giá quá lớn. Hắn nổi giận. Ta đánh giá thấp ngươi, nhưng là, bây giờ ngươi phải chết. Hắn đôi mắt kia, tựa như xem người chết giống vậy nhìn Diệp thần. Hãy bớt nói nhảm đi, muốn chiến liền chiến. Diệp thần không muốn cùng cái này Tôn Tông Chủ nói nhảm. Mặc dù biết không địch lại, nhưng là hắn còn muốn cảm thụ một ít Côn Lôn Hư Tông môn Tông Chủ thực lực. Hắn phải biết mình chênh lệch còn có nhiều ít. Dù là không địch lại, hắn còn có sau cùng lá bài tẩy. Nhưng là cái này lá bài tẩy chỉ có ở thời điểm mấu chốt nhất sử dụng. Diệp thần không hề muốn đối với hắn lệ thuộc vào. Chết! Tôn Tông Chủ ánh mắt đông lại một cái, lớn tiếng quát lên. Rầm rầm. Một tiếng thét dài, Tôn Tông Chủ đột nhiên biến mất ở tại chỗ.
thật là nhanh. Một cổ to lớn nguy cơ, ngay tức thì hướng Diệp Thần lan tràn đi. Không tốt. Nháy mắt bây giờ, một cổ chết hơi thở bao phủ tới, Diệp Thần thần sắc đại biến. Cút ngay. Nhìn không được hết thảy, Diệp Thần trên mặt tay cầm trường kiếm, hướng phía trước càn quét đi. Đinh. Chẳng qua là khoảnh khắc bây giờ, một hồi tiếng va chạm giòn giã truyền tới. Oanh. Kinh khủng tiếng nổ nổ tung. Phốc suy. Phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Thần sắc mặt xòa tái nhợt. Hắn cả người như đá lớn vậy, bị đánh bay ra ngoài. Chấn hồn kiếm trên, lôi quang tản đi, bỗng nhiên ảm đạm. Lôi động cửu thiên lực lượng toàn bộ biến mất. Phịch. Diệp Thần hung hãn đập xuống ở 7 đến 8 mét xa trên mặt đất, chỉ cảm thấy, mình thân thể tựa hồ bị đánh nứt vậy. Chẳng qua là một chiêu giao phong, thậm chí mình chưa từng thấy rõ ràng tôn tông chủ là như thế nào xuất thủ, chính là bị thương nặng. Đây chính là tôn tông chủ thực lực. Trong lòng hoảng hốt, Diệp Thần vội vàng vùng vẫy bỏ dậy, nhìn xuất hiện ở trước mình đứng đất tôn tông chủ, Diệp Thần thần sắc kinh nghi bất định. Ta là thần du cảnh đỉnh cấp, thậm chí nửa bước siêu phàm cảnh, người còn muốn vùng vẫy. Tôn tông chủ cười nhạt liên liên. Nếu như không phải là vạn kiếm tông trưởng lão ở bên người, hắn không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu không sớm ra tay. Bây giờ, hắn nhìn không được nhiều như vậy. Lạc kiếm, chân áp. Tiếng nói rơi xuống, chính là thấy tôn tông chủ trong tay nặn ra một cái phù ấn, cổ tay run một cái, một chuôi lợi kiếm tựa như phá không xuất hiện, hóa là phi hồng, hướng Diệp Thần bắn nhanh đi. Hưu. Cái này một chuôi lợi kiếm bắn ra tốc độ, nhanh bực nào. Như xé không gian, mang đến trầm thấp mà thanh âm bén nhọn, như tử thần liêm đao, mang xét xử khí tức tử vong. Theo cái này một chuôi lợi kiếm bắn ra, chẳng qua là trong nháy mắt, đúng cái trời đất phảng phất cũng động lại đứng lên, toàn bộ thời không, tựa như cũng dừng hình ảnh lại. Diệp Thần chỉ cảm thấy mình giống như lâm vào vũng bùn chính giữa, khó mà tự kiềm chế. Trường kiếm kia đem mình hơi thở hoàn toàn phong tỏa, Diệp Thần không thể tránh né. To lớn nguy cơ, đã bao phủ tới. Kiếm khí thật là khủng khiếp. Cái này chẳng lẽ chính là nửa bước siêu phàm cảnh cường giả thực lực. Một kiếm này, chính là phi kiếm thế. May là Diệp Thần, mắt thấy vậy chạy như bay đến kiếm quang, cũng không khỏi được đổ hít một hơi khí lạnh. Ngự kiếm giết người. Cái này tôn tông chủ là nửa bước siêu phàm cảnh không sai. Nhưng là, cũng không phải là tất cả bước vào siêu phàm cảnh người đều có như vậy thủ đoạn. Điều này cần đối với kiếm đạo có sâu sắc hiểu, càng cần muốn thực lực cường đại thành tựu chống đỡ. Huống chi thủ đoạn này và Trần Thiên Lê thi triển chênh lệch quá nhiều. Có lẽ người bình thường có thể lừa gạt, nhưng không lừa được hắn. Một kiếm này nhìn như ngự kiếm giết người, nhưng là, lại có mưu lợi thủ đoạn ở trong đó. Tôn tông chủ khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh như băng. Hắn chấp trưởng hết thảy. Một kiếm này nhưng thật ra là hắn cố ý làm. Hắn muốn biểu hiện cho bên cạnh vạn kiếm tông trưởng lão nơi xem. Diệp Thần, căn bản không ngăn cản được. Mà giờ khắc này Diệp Thần, nhưng là ý thức câu thông luân hồi mộ địa đoạn lôi nhân. Sư phụ, có thể hay không cho ta một đạo lực lượng, ứng đối trước mắt tình huống? Diệp Thần nói. Đoạn lôi nhân đứng chắp tay, gật đầu một cái, người lấy chân nguyên cảnh ngăn trở nhiều người như vậy, coi như không tệ, đám người này nếu cảnh giới nghiền ép ngươi, vậy ta dạy ngươi một chiêu phá lôi trảm. Một giây kế tiếp, Diệp Thần đan điền tiêu hao chân khí tựa như lần nữa ngưng tụ. Đồng thời, trong đầu xuất hiện một đạo tin tức. Khi thấy tin tức này chảy nội dung, hắn khóe miệng phát hỏa. Phá vỡ cho ta. Diệp Thần một tiếng thét dài. Trong tay chấn hồn kiếm lần nữa tóe ra nhức mắt chói lọi. Phá lôi trảm. Không dám lại chút nào chần chờ. Tôn tông chủ một chiêu này cho dù không phải chân tránh ngự kiếm thuật giết người, nhưng là, uy lực cũng là đạt tới kinh người. Chỉ có đoạn lôi nhân cái này phá lôi trảm có thể ngăn cản. Rầm rầm. Theo một tiếng thét dài, Diệp Thần trường kiếm trong tay chém ngang ra. Thời gian vừa niệm. Cửu Thiên Huyền Dương quyết vận chuyển tới trình độ cao nhất, trong cơ thể 36 huyệt khiếu và bên trong đan điền chân khí, lại là như nước lũ lao nhanh gầm thét. Vô tận chân khí rót vào đến chấn hồn kiếm bây giờ, khoảnh khắc bây giờ, chấn hồn kiếm phát ra một hồi khẽ rên chấn động tiếng, bộc phát ra tia sáng chói mắt,
như trời trăng lên không. Đồng thời, Diệp gia bầu trời vậy đạo lôi mây bỗng nhiên bùng nổ. Mười mấy đạo lôi điện hung hãn đập vào chấn hồn kiếm trên. Diệp thần tựa như bị lôi điện bọc. Chấn hồn kiếm lại là nối liền thương khung. Hô hô hô. Gió lạnh gào thét, mưa gió biến sắc. Phá lôi chảm, dẫn động sấm sét, dung hợp thiên địa lực. Diệp thần phải lấy cái này sấm sét lực, tới chống lại tôn tông chủ chiêu thức. Đâm. Theo vậy một đạo ánh sáng vàng vạch qua chân trời, phá lôi chảm, cuốn lên mưa gió, mang thế lôi đỉnh bỗng nhiên rơi xuống. Tiểu thuyết. Trong chốc lát lôi quang sáng chói, cùng tôn tông chủ bắn ra vậy một đạo kiếm quang tranh phong. Cực hạn kiếm quang dưới, ép được người vây xem, ổn định thụt lùi, thậm chí không dám nhìn thẳng. Oanh! Bỗng nhiên bây giờ, một hồi tiếng nổ nổ tung, hai đạo kiếm quang hung hãn đụng vào nhau. Như núi cao va chạm, tinh thần đụng nhau. Một tiếng này nổ ầm, đất rung núi chuyển. Toàn bộ Diệp gia vòng ngoài, hoàn toàn phế tích. Rào 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 rào. Từng cổ một cực hạn kiếm khí, hướng bốn phía lan truyền ra. Kiếm khí qua, hai bên đường cây cối hóa là nghiền. À! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mau lui lại. Nguyên bản tụ tập ở bốn phía người vây xem, thần sắc đại biến, hoảng hốt hướng phía sau thụt lùi đi. Rột rột. Lôi quang cùng ánh sáng trắng giằng co, hai cổ lực lớn va chạm, phát ra từng cơn thanh âm bén nhọn. Diệp thần, không nghĩ tới người thực lực ngược lại không tệ. Lại có thể ngăn cản ta một kiếm này. Bất quá, người lấy là người cái này thì an toàn. Sắc mặt âm trầm, mắt thấy mình bắn ra kiếm quang, miễn cưỡng bị Diệp thần một kiếm ngăn cản, lại cũng không cách nào tiến thêm, tôn tông chủ lạnh lùng trên mặt rất khó chịu. Mình nửa bước siêu phàm cảnh thực lực đã hoàn toàn hiện ra. Cái này ngự kiếm thuật giết người, cũng đã thi triển. Có thể nói, tôn tông chủ đem thực lực hiện ra đến trình độ cao nhất. Nguyên bản ở hắn xem ra, như vậy chiêu thức, chém chết Diệp thần, như nghiền chết một con kiến hôi đơn giản như vậy. Nhưng là, bây giờ lại bị ngăn cản. Người này không thể lưu. Tôn tông chủ ý nghĩ trong lòng càng phát ra kiên định. Còn ở chân nguyên cảnh, cái này Diệp thần đã là như vậy nghịch thiên. Nếu để cho hắn bước vào siêu phàm cảnh hàng ngũ chính giữa, hắn lại sẽ tung lên bực nào sóng gió. Côn Lôn hư đều phải thời tiết thay đổi. Hôm nay không chém người này, tương lai, Lạc Kiếm Tông nhất định rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Ta xem ngươi làm sao ngăn trở. Nghĩ tới đây bên, tôn tông chủ cũng không dám còn nữa chần chờ. Một tiếng hừ lạnh, trong tay lại là tiếp liền nặn ra mấy bùa ấn. Thậm chí bước ra một giọt máu tươi. Mỗi một cái phù ấn và máu tươi sử dụng, tôn tông chủ sắc mặt cũng tái nhợt một phần. Hắn lại cũng không có trước khi vậy một phần ổn định và ung dung. Hiển nhiên, bây giờ hắn làm, đối với hắn tầng thứ này mà nói, đều là đạt tới miễn cưỡng sự việc. Vì chém chết Diệp thần, tôn tông chủ không tiếc giá phải trả. Ông ông ông! Theo vậy từng đạo phù ấn nặn ra, cùng Diệp thần chấn hồn kiếm chống lại kiếm quang, phát ra từng cơn nhọn tiếng nổ. Tựa như bây giờ, vậy một đạo kiếm quang lần nữa nhận chịu vô tận năng lượng quán trú. Oanh! Sốt cuộc, ở đó chói lọi bay lên đến sau đó. Một hồi tiếng nổ nổ tung. Nguyên bản cùng Diệp thần phá lôi chảm rằng có vậy một đạo kiếm quang, như mặt trời chói chan bay lên không, bỗng nhiên đem phá lôi chảm phá vỡ. Rào rào. Kinh khủng đợt khí vén lên, theo phá lôi chảm bị phá, Diệp thần thân hình hung hăng chấn động một chút. Phốc suy. Ở đó càn quét mà đến kiếm khí chính giữa, Diệp thần cả người bị tung bay ra ngoài. Đâm. Một hồi nhọn đau đớn truyền tới. Diệp thần ngực quần áo lại bị miễn cưỡng xé một vết thương. Nếu không phải Diệp thần né tránh, chỉ sợ một kích này dưới, hắn liền bỏ mạng ở tại chỗ. Phá lôi chảm chẳng qua là đoạn lôi nhân hiện trường dạy hắn một kiếm, cũng không phải là đoạn lôi nhân cái này tôn đại năng thi triển. Phá lôi chảm cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là cảnh giới chênh lệch nhưng là quá rõ ràng. Ngay tại lúc này, đoạn lôi nhân lại một giọng nói ở Diệp thần trong đầu vang lên. Thanh âm rơi xuống, Diệp thần khóe miệng phát họa một đạo nụ cười. Tôn tông chủ cũng không phát hiện, hắn bây giờ diễn cảm dữ tợn đến mức tận cùng, từng bước một hướng Diệp thần đi tới. Ở hắn trong mắt, Diệp thần cường thế, đến đây chấm dứt,
Ha ha, Diệp thần, ta xem ngươi còn có thể như thế nào càn rỡ. Mặc dù bỏ ra giá không nhỏ, nhưng là, một kích này dưới, bị thương nặng Diệp thần, Tôn tông chủ coi như là thở ra một cái. Hơi thở dốc, nhìn phía xa vùng vẫy bỏ dậy Diệp thần, Tôn tông chủ mặt đầy cười nhạt. Mặc dù một chiêu này không cách nào trực tiếp lấy Diệp thần tánh mạng, để cho Tôn tông chủ khá là tiếc nuối. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Diệp thần bị thương nặng. Tiếp theo, mình chém chết hắn, nhất định như nghiền chết con kiến hôi vậy đơn giản. Ngươi lấy là ngươi thắng. Cố nén tràn ngập quanh thân đau đớn, Diệp thần mở miệng nói. Ánh mắt sắc bén, trong mắt sắc bén lóe lên. Tôn tông chủ cười ngông cuồng, Diệp thần nhưng cũng là cười lên. Hắn lạnh lùng nhìn Tôn tông chủ, xóa đi bên khóe miệng treo vết máu, trong mắt lộ ra như chó sói vậy ánh mắt. Tôn tông chủ, hắn lấy là hắn thắng. Đáng tiếc, Diệp thần nhất định phải để cho hắn thất vọng. Diệp thần nếu đứng ở nơi đây, tự nhiên có mình thủ đoạn. Hừ, chết đến ập lên đầu, còn dám cuồng ngông. Nghe được Diệp thần mà nói, Tôn tông chủ mặt đầy khinh thường. Ở Tôn tông chủ xem ra, bây giờ Diệp thần, bất quá chỉ là sắp chết vùng vẫy, con vịt chết mạnh miệng thôi. Hắn cả người trọng thương. Còn như thế nào tiếp tục cùng mình chống lại? Cuồng ngông! Diệp thần đột nhiên cười lên, cười để cho vô số người không biết nguyên do. Đã như vậy, liền để cho ngươi xem ta cuồng vọng vốn. Chỉ gặp Diệp thần cổ tay run một cái, một đạo phù quyết liền là xuất hiện ở Diệp thần trong tay. Đây là đoạn lôi nhân cho hắn. Tay cầm phù quyết, Diệp thần hào khí vạn trượng, khí thế phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đi! Bất đồng Tôn tông chủ phục hồi tinh thần lại, Diệp thần đột nhiên bây giờ thúc giục phát phù quyết. Theo cả người chân khí rót vào, khoảnh khắc bây giờ, phù quyết phát ra một hồi kích động tiếng, toàn thân ánh sáng lóe lên. Vậy ánh sáng màu đen, vô cùng quỷ dị, cho dù ở mặt trời chói chang dưới, như cũng cho người một loại lạnh như băng thấu xương cảm giác. Hu hu hu, mà theo phù quyết kích thích, trong nháy mắt, mấy chục đạo hư ảnh bắn ra. Rầm 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 rầm. Ở giữa thiên địa, quỷ khóc sói tru. Đây là... Mắt thấy vậy từng đạo bắn ra hư ảnh, Tôn tông chủ thần sắc thay đổi. Không tốt. Đột nhiên, tựa hồ phát giác cái gì vậy, Tôn tông chủ thân hình vội vàng hướng phía sau bạo lui đi. Khặc 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 khặc. Ở Tôn tông chủ phát hiện không đúng bạo lui đi đồng thời, một hồi tiếng cười âm lãnh truyền tới. Rầm rầm. Một cái bóng đen cấp tốc thoáng qua. Đâm. Một hồi nhọn xé tiếng ngay tức thì truyền tới. À. Tôn tông chủ phát ra một hồi kêu thảm thiết, thân hình lảo đảo thụt lùi. Đây là Côn Lôn hư biến mất con rối phù. Ngươi làm sao có thể sẽ có? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi sau lưng là ai? Tôn tông chủ kinh hoàng thất thố nhìn trước người cách đó không xa nổi lơ lửng vậy một đạo hư ảnh, kinh hô thành tiếng. Thấy cái này con rối phù. Tôn tông chủ sao có thể ổn định? Con rối phù là linh phù một đạo cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Thậm chí ở Côn Lôn hư sớm đã biến mất nhiều năm. Lần trước xuất hiện là ở Côn Lôn hư một buổi đấu giá trong. Vỗ được giá cả lại là giá trên trời. Cuối cùng bị Vạn Kiếm tông tông chủ đạt được. Bên người hắn Thẩm Thạch Khê hẳn rõ ràng nhất. Tôn tông chủ nhìn về phía Thẩm Thạch Khê, đại nhân, đây chính là con rối phù. Thẩm Thạch Khê ánh mắt cực kỳ phức tạp, thậm chí có chút tham lam, hắn nặng nề gật đầu một cái, và tông chủ con rối phù quả thật như nhau, hơn nữa tiểu tử này con rối phù tựa hồ mạnh hơn. Ngươi có thể không phải hắn đối thủ, hay là để ta đi? Tôn tông chủ ngẩn ra, do dự mấy giây, nhưng là mở miệng nói, đại nhân, loại này nhân vật nhỏ không đáng giá được ngài ra tay, mặc dù người này có con rối phù, nhưng là muốn giết ta cũng không như vậy dễ dàng. Đã như vậy, ta liền tự tay đoạt lấy cái này con rối phù đưa cho đại nhân. Tôn tông chủ không có lựa chọn. Hôm nay là kiếm tông cường giả đều rối rít chết cũng hoặc là bị thương, nếu như hắn vậy không bắt được Diệp thần. Vậy thật là để cho Thẩm Thạch Khê chế giễu. Từ nay về sau, Vạn Kiếm tông sẽ làm sao xem Lạc Kiếm tông. Trận chiến này, hắn phải đánh cuộc mình tiền đồ cùng với Lạc Kiếm tông vận mệnh. Bất đồng Thẩm Thạch Khê câu trả lời. Tôn tông chủ bóng người liền xông ra ngoài. Lần này, hắn cháy tu vi làm giá, bỗng nhiên cường hóa.
hơi thở lại là không ngừng leo lên. Thấy Tôn tông chủ cuốn tới, Diệp Thần mặt đầy khinh thường. Giết! Tiếng nói rơi xuống, không nói nhảm nữa, một tiếng hừ lạnh, Diệp Thần tay cầm phủ quyết, trầm giọng quát lên. Khặc khặc! Ở Diệp Thần thúc giục phát dưới, bóng đen phát ra một hồi tiếng cười the thé, thân hình cướp ra. Trong chốc lát, thiên địa ám trầm, ngày tháng không ánh sáng, âm gió gào thét, khí lạnh bức người. Rầm 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 rầm. Từng đạo hư ảnh răng khắp nơi. Mỗi một lần hư ảnh thoáng qua, Tôn tông chủ chính là vô cùng chật vật. Nửa bước siêu phàm cảnh sơ kỳ cường giả, vậy thì như thế nào? Đây chính là Đoạn Lôi Nhân tự tay luyện chế phủ văn. Cái này cùng lôi động cửu thiên lực lượng hoàn toàn bất đồng. Huống chi, Tôn tông chủ trước phá vỡ Diệp Thần phá lôi trảm, muốn đến là bỏ ra một ít giá cao. Như tình huống như vậy hạ, đối mặt hư ảnh vây công, tình huống có thể tưởng tượng được. Trong chốc lát, tình cảnh thay đổi, Tôn tông chủ gào thét liền liền. Ai cũng không từng nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Mới vừa rồi còn thuộc về bên bờ tử vong Diệp Thần, lần nữa phiên bản. Bị tất cả mọi người coi trọng Tôn tông chủ, lại lâm vào tuyệt cảnh chính giữa. Nhìn Diệp Thần, những cái kia vây xem ở trăm dặm ra ngoài người, nhiều hơn vẻ hoảng sợ ánh mắt, nhiều hơn một vẻ hoảng sợ thần sắc. Những cái kia ước gì Diệp Thần chết cường giả, giờ khắc này mồ hôi lạnh đầm đìa. Khó có thể tưởng tượng, mới vừa rồi nếu như bọn họ đối phó Diệp Thần thả ra như vậy thủ đoạn, sẽ là như thế nào kết quả? Chỉ sợ một chiêu dưới, bọn họ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Hoa hạ tất cả mọi người đều lấy là Diệp Thần và Bách Lý Hùng chết, Diệp ra lại nữa. Nhưng là ai cũng không nghĩ ra, giờ khắc này, Diệp Thần cường thế trở về. Liền Côn Lôn hư ở giữa tông môn đều không cách nào ngăn trở. À, ở nơi này như chết yên lặng chính giữa, đột nhiên một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Đối mặt vây công, luống cuống tay chân Tôn tông chủ lại gặp bị thương nặng. Theo một hồi nhọn xé tiếng truyền tới, Tôn tông chủ thần hồn hung hãn bị con rối phủ xé một vết thương. Miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, Tôn tông chủ thoáng như người điên. Đại nhân, cứu ta! Giờ khắc này, Tôn tông chủ lại cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, hướng Thẩm Thạch Khê cầu cứu. Dưới mắt, chỉ có Thẩm Thạch Khê có thể cứu hắn. Ai tới cũng không thể cứu ngươi. Kiếm tới! Diệp Thần con ngươi đông lại một cái. Tay cầm chấn hồn kiếm, trực tiếp hướng bị thương Tôn tông chủ đi. Diệp Thần, đừng càn rỡ. Nhưng mà, liền tại tất cả người lấy là Tôn tông chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay tại Tôn tông chủ mắt thấy thì phải bỏ mạng tại Diệp Thần một kiếm dưới thời điểm, một hồi tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Oanh! Xa xa trên đường phố, một cổ khí lãng nổ tung, một đạo thân ảnh điên cuồng không tới. Kiếm trong tay quang ngất trời, khí thế kia thật là không gì sánh kịp. Thẩm Thạch Khê ra tay. Trời ạ, người này là cái gì tu vi? Người này khí thế so với trước đó Tôn tông chủ hiện ra hơi thở mạnh hơn. Bởi vì động tĩnh quá lớn, Diệp gia chung quanh võ đạo giới cường giả càng ngày càng nhiều. Từ Diệp Thần xảy ra chuyện sau đó, rất nhiều gia tộc một mực âm thầm lưu ý Diệp gia. Bây giờ nghe có động tĩnh, rối rít xuất hiện. Chỉ bất quá bọn họ chỉ dám ở phía xa nhìn, không dám đến gần một bước. Bị vậy một hồi gầm thét hấp dẫn tới, nhìn đạp không mà đến vậy một đạo thân ảnh, những cái kia nín thở ngưng thần mọi người, kinh hô lên. Giống vậy chú ý tới một màn này Diệp Thần, chỉ cảm thấy mình hơi thở hoàn toàn bị phong tỏa, tựa như một khắc sau thì phải lâm vào nơi vạn kiếp bất phục. Siêu phàm cảnh cường giả. Cái này lại là chân chính siêu phàm cảnh cường giả. Hừ. Ta bỏ mặc ngươi là ai, hôm nay ai cũng đừng hòng cứu Tôn tông chủ. Kinh hãi đồng thời, Diệp Thần điện quang đá lửa bây giờ nhưng là làm ra lựa chọn. Trong mắt một đạo lợi mang chợt lóe lên, Diệp Thần quanh thân ý định giết người hiện ra hết không thể nghi ngờ. Bỏ mặc cái này đã tới siêu phàm cảnh cường giả rốt cuộc là ai, Diệp Thần tuyệt không thể để cho người này được như ý. Hôm nay không giết Tôn tông chủ. Ngày khác muốn lại giết Tôn tông chủ liền không có đơn giản như vậy. Đến lúc đó còn không biết phải chờ đợi bao lâu. Mẫu thân và Nhược Tuyết các nàng tất nhiên nguy hiểm. Bỏ mặc, trước hết giết Tôn tông chủ nói sau. Trong lòng quyết định chủ ý, Diệp Thần ánh mắt lại nữa dao động,
trong mắt vậy một đạo lợi mang vô cùng điên cuồng. Đại nhân, cứu ta! Đối mặt giờ khắc này điên cuồng Diệp Thần, Tôn Tông Chủ hoàn toàn luống cuống. Giết! Một tiếng thét dài, Diệp Thần kiếm quang giết tới. Phốc suy! Ở Tôn Tông Chủ vậy vạn phần hoảng sợ ngay trong ánh mắt, trường kiếm không nghi ngờ chút nào đâm về phía Tôn Tông Chủ ngực. Mà đang ở đâm vào nháy mắt, Thẩm Thạch Khê chạy tới. Nhưng chậm mấy phần, năm ngón tay giữ lại Tôn Tông Chủ bả vai, trực tiếp quăng ra ngoài. Thời gian đỉnh cách, không gian đỉnh cách. Thế giới an tĩnh. Tôn Tông Chủ không dám tin. Diệp Thần, cái này chân nguyên cảnh tiểu tử, Lạc Kiếm Tông không những không có nghiền ép chết hắn, ngược lại thì tánh mạng mình đang trôi qua, thân thể ở lạnh như băng, thế giới bắt đầu đổi rỗi rãnh động và bóng tối. Tôn Tông Chủ há miệng, cố gắng muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng không cách nào nói ra miệng. Không cam lòng à. Mình hao tổn tâm cơ, thật vất vả sắp bước vào siêu phàm cảnh, còn chưa uy phong, làm sao thì phải xuống địa ngục. Diệp Thần cái này trời giết. Sớm biết như vậy, Tôn Tông Chủ chết cũng sẽ không cùng Diệp Thần giao thủ. Càng không biết tìm Diệp Thần phiền toái à. Ai có thể nghĩ tới, cái này Diệp Thần lại thủ đoạn nhiều vô số kể. Oanh! Lại cũng không cách nào phát ra âm thanh, phí sức khí lực của toàn thân, run rẩy mang ngón tay chỉ Diệp Thần, Tôn Tông Chủ trong miệng khạc máu tươi, hắn thân thể ầm ầm hướng phía sau ngã xuống. Giờ khắc này, Thẩm Thạch Khê con ngươi lạnh như băng. Lạc Kiếm Tông giàu gì là Vạn Kiếm Tông phía dưới một cái tông môn. Ngàn năm qua, nhận đến Vạn Kiếm Tông che chở. Ai có thể nghĩ tới, Tông Chủ chỉ như vậy bị chém chết. Hắn nhìn một cái Tôn Tông Chủ, không do dự nữa, từ không gian lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào Tôn Tông Chủ trong miệng. Cũng may mình mới vừa rồi kéo Tôn Tông Chủ mấy phần, tránh được tim nhất địa phương trọng yếu, nếu không hoàn toàn chết. Ăn vào đan dược, dồn khí đan điền, chữa thương. Thẩm Thạch Khê thanh âm lạnh như băng vang lên. Tôn Tông Chủ gật đầu một cái, đan dược ăn vào nháy mắt, sức sống trôi qua rõ ràng trở nên chậm. Chỉ bất quá dù là sống sót, hắn tu vi cũng phải rơi xuống. Lạc Kiếm Tông lại nữa. Nghĩ tới đây hết thảy, Tôn Tông Chủ vậy lạnh như băng con người gắt gao bắn về phía Diệp Thần. Hận không được đem Diệp Thần thịt từng cục nuốt vào. Hết thảy các thứ này, đều là Diệp Thần hủy diệt. Tại sao? Đại nhân, ta có một cái yêu cầu, xin đại nhân nhất định phải thỏa mãn ta. Tôn Tông Chủ thanh âm lạnh như băng vang lên. Thẩm Thạch Khê nhìn lướt qua đối phương, nhàn nhạt nói đi. Đại nhân, ta muốn thằng nhóc này cánh tay từng cây một xé. Ta muốn hắn thành là phế nhân, hồn phách bị cháy. Thống khổ không chịu nổi. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Tôn Tông Chủ cắn răng nghiến lợi nói. Tâm huyết bị hủy, cái này phải biết bao thống khổ. Thẩm Thạch Khê thở dài một hơi, nhìn về phía Diệp Thần, gật đầu một cái, được, ta đáp ứng ngươi. Một người thống khổ đổi nhiều người như vậy mệnh, vẫn là Lạc Kiếm Tông thua thiệt. Thẩm Thạch Khê trong mắt sắc bén lóe lên. Rầm rầm. Tiếng nói rơi xuống, thân hình lóe lên bây giờ, Thẩm Thạch Khê chính là tới sát Diệp Thần trước mặt, tiểu tử, để mạng lại. Một tiếng thét dài, một đạo hồng quang lướt qua, che trời xây. Thẩm Thạch Khê ra tay. Đây tuyệt đối không phải tầm thường siêu phàm cảnh cường giả. Ra tay bây giờ. Chính là tung lên sóng gió kinh hoàng. Thậm chí không kịp thấy rõ ràng vậy một đạo hồng quang là vật gì, Diệp Thần đã rợn cả tóc gáy. Vội vàng bây giờ, Diệp Thần chỉ có thể đổi lại kiếm phong, ngăn cản đi. Con rối phù chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Lần này, hắn dựa vào cũng không có. Hắn vừa định và luân hồi mộ địa câu thông, ý định giết người đã rơi xuống. Một hồi nặng nề tiếng nổ tung. Diệp Thần thân hình như đạn đại bác bị nổ bay ra ngoài. Thẩm Thạch Khê một kích này, đâu chỉ ẩn chứa ngàn quân lực. Ở Thẩm Thạch Khê trong mắt, Diệp Thần lộ vẻ được vô cùng nhỏ yếu. Hắn như núi lớn, nghiền ép con kiến hôi. Diệp Thần ở giữa không chung một cái lộn, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn huyết khí dâng trào, nếu như không phải là bị hắn dưới áp chế tới, đã sớm khạc ra một ngụm máu tươi. Đây cũng là Côn Lôn hư cường giả sao? Diệp Thần cơ hồ có thể kết luận, cái này Thẩm Thạch Khê chính là siêu phàm cảnh trung kỳ cường giả. Và Tôn Tông Chủ so sánh, một cái thiên một cái địa,
Hôm nay mình, ở nơi này Thẩm Thạch Khê trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi vậy nhỏ yếu. Một cổ thâm trầm nguy cơ từ Diệp Thần sâu trong đáy lòng nảy sinh. Hừ, nho nhỏ con kiến hôi, cũng dám cản rỡ. Lạc Kiếm Tông cũng không ngươi có thể đụng chạm. Một chiêu đánh bay Diệp Thần, Thẩm Thạch Khê lạnh lùng hừ nói. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ trước vậy một đạo hồng quang rốt cuộc là vật gì. Vậy bất ngờ không phải là một vòng màu máu đỏ loan nguyệt sao? Loan đao, không giống, nhưng là, vậy một vòng loan nguyệt vòng ngoài, sắc bén lóe lên, vô cùng sắc bén. Loan nguyệt trên phân bố đường vân, huyền diệu vô cùng, ngoài ra một mặt, chính là một cái tay cầm. Giờ phút này Thẩm Thạch Khê tay cầm loan nguyệt, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn phía xa Diệp Thần. Trong tay hắn loan nguyệt, như đao, như lá chắn. Đây là một tôn pháp bảo. Vạn Kiếm Tông Tông chủ tự mình ban thưởng cho hắn. Nhìn trước mắt một màn, không ít người đổ hít một hơi khí lạnh. Diệp Thần lần này thật phải thua. Cảnh giới và khí thức chênh lệch quá xa. Diệp Thần, ta Thẩm Thạch Khê đáp ứng tôn Tông chủ, muốn cho ngươi chịu hết hành hạ, đừng trách ta vô tình, Côn Lôn hư quy tắc chính là như vậy. Cuối cùng, Thẩm Thạch Khê hít sâu một hơi, đem sự chú ý chuyển tới Diệp Thần trên mình. Lạnh lùng nói. Một phen nói bình thản, nhưng là, nhưng như thẩm phán, vô cùng uy nghiêm. Đi. Tiếng nói rơi xuống, Thẩm Thạch Khê thậm chí không cho Diệp Thần cơ hội nói chuyện, cổ tay run một cái, trong tay hắn loan nguyệt chính là lần nữa bay ra. Ông. Một hồi khẽ rên chấn động tiếng truyền tới, theo vậy một vòng loan nguyệt cướp ra, khoảnh khắc bây giờ, cái này Diệp ra, tựa như đều bị hồng quang bao phủ. Một cổ kinh khủng hơi thở phát ra mở ra, hồng quang trực tiếp hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Đối mặt vậy bao phủ xuống hồng quang, Diệp Thần thần sắc đột nhiên biến đổi. Vội vàng dẫn động huyết long và bổn mạng linh phù. Siêu phàm cảnh trung kỳ Thẩm Thạch Khê, như vậy cường giả xuất hiện, để cho Diệp Thần lòng rơi xuống đáy cốc. Nhưng là, đối mặt cái này Thẩm Thạch Khê sát chiêu, Diệp Thần há sẽ ngồi chờ chết. Thúc dục phát chấn hồn kiếm. Kiếm ý tàn phá. Quanh thân sấm sét huyết long mang kiếm ý đánh tới. Loại này chút tài mọn còn muốn lại thi triển. Chém. Không chần chờ chút nào, Thẩm Thạch Khê động, hồng quang tựa như hóa là lao nhanh nước lũ, chiếm đoạt xuống. Hu hu hu. Hồng quang qua, huyết long mặc dù chống cự, nhưng là rất nhanh liền tiêu tán. Huyết long bị Diệp Thần chân khí và thực lực ảnh hưởng, yếu ớt mấy phần. Làm sao ngăn cản Thẩm Thạch Khê một kích? Đáng ghét. Mà đối mặt tiếp tục đánh tới hồng quang uy lực còn lại, Diệp Thần không nhịn được gầm thét. Quanh thân chân khí bung ra, Diệp Thần tay cầm chấn hồn kiếm, một chiêu vạn đạo kiếm tôn kiếm quyết thi triển ra. Kiếm khí ngất trời, đảo mắt bây giờ, đầy trời kiếm quang như nhô lên thẳng sông lên vân tiêu, cùng hồng quang đụng vào nhau. Núi lửa phun ra, hồng quang bắn ra bốn phía, tựa như đầy trời liệt diễm. Đang thiêu đốt. Ung ung. Lăn lộn đợt khí, hướng bốn phía gầm thét ra, chỗ đi qua, hơn nửa con đường cây cối, cơ hồ hóa là cho tàn. À. Một ít không kịp tránh người vây xem, ở nơi này một cổ khí lãng chính giữa kêu thảm thiết liền liền. Thực lực hơi yếu hạng người, trực tiếp mất mạng tại chỗ. Ngay cả là thực lực cường đại hạng người, vậy mang cả người vết thương, rồi mới miễn cưỡng thoát thân. Thần tiên giao phong. Tiểu quỷ gặp hỏa. Diệp Thần cùng vậy cường đại Thẩm Thạch Khê tỷ đấu, đã là long trời lở đất. Nhưng là cố nhiên như vậy, hai người cảnh giới phát hiện quá lớn, Diệp Thần hao tổn cũng quá lớn, rất nhanh, hồng quang lấn át hết thảy. Diệp Thần thân thể đánh bay ra ngoài, hung hãn nện xuống đất. Rất là chật vật. Người bị thương nặng tôn tông chủ thấy một màn này, trong lòng vui thích hết sức. Đại nhân thần uy à! Đại nhân! Nhanh lên chặt đứt người này hai cánh tay. Ta muốn hắn sống hành hạ chết. Tôn tông chủ giữ tợn cười. Thẩm Thạch Khê hừ lạnh một tiếng, từng bước một hướng Diệp Thần đi tới, khi khoảng cách Diệp Thần 5 mét địa phương ngừng lại. Người ta phát hiện quá lớn, giết người có chút thất lạc ta Vạn Kiếm Tông mặt, nhưng là cố nhiên như vậy, người hay là nên chết. Hôm nay ta trước hết đoạn ngươi hai cánh tay. Thẩm Thạch Khê vũ khí trong tay thật cao nâng lên, sát ý phóng thích. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là diễn cảm cổ quái. Hắn vốn định câu thông luân hồi mộ địa,
nhưng là lại nghe được một cái quen thuộc từ ngữ. Vạn kiếm tông. Đây không phải là vạn đạo kiếm tôn Trần Thiên Lê nói tông môn sao? Chẳng lẽ? Một giây kế tiếp, Diệp Thần đứng lên, lạnh lùng cười, người đến từ vạn kiếm tông. Bớt nói nhảm. Hồng quang thì phải chạm được Diệp Thần trên cánh tay. Mà đang ở Thẩm Thạch Khê diễn cảm dữ tợn lúc đó, Diệp Thần lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc bội. Ngọc bội xuất hiện nháy mắt, Thẩm Thạch Khê diễn cảm thay đổi. Hồng quang vậy dừng lại. Bởi vì khối ngọc bội này chính là vạn đạo kiếm tôn lưu lại hư ảnh. Giống nhau như đúc. Mà thanh niên trước mắt, chính là vạn đạo kiếm tôn muốn bọn họ bảo vệ người. Tại tất cả người cho rằng Diệp Thần hẳn phải chết đang lúc, Thẩm Thạch Khê làm ra một người để cho tất cả mọi người kinh hãi cử động. Hắn quỳ xuống. Thẩm Thạch Khê lần này rời đi Côn Lôn hư, bước vào Hoa Hạ, chính là vì một người. Vạn đạo kiếm tôn. Trước đối phương ở vạn kiếm tông mấy chiêu, nhưng mà đủ để nghiền ép tất cả mọi người. Mấu chốt đối phương lưu lại trong đó một câu nói à. Lạc kiếm hình là ta vậy không ra hồn học trò, hôm nay ta tới các người vạn kiếm tông là vì một người khác. Tổ sư ra đều là người này học trò, như vậy loại tồn tại tuyệt đối là thượng cổ đại năng à. Thượng cổ đại năng giao phó, ai dám không theo. Vẫy tay bây giờ là có thể quyết định vạn kiếm tông sống chết à. Loại này liền vạn kiếm tông tông chủ cũng phải cẩn thận phục vụ đại năng, hắn có thể có cái gì nóng này. Thẩm Thạch Khê theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần. Bên tai không ngừng vang lên vạn đạo kiếm tôn giao phó. Gặp ngọc bội này như gặp sư tôn. Mà thanh niên trước mắt chính là vạn đạo kiếm tôn giao phó người à. Tương đương với sư tôn tự mình ở chỗ này. Liền tông chủ cũng phải quỳ xuống. Hắn có thể không quỳ xuống sao? Mà giờ khắc này, Lạc Kiếm Tông tôn tông chủ cùng với người vây xem, cũng hoàn toàn bối rối. Trước mắt rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thẩm Thạch Khê rõ ràng nắm trong tay hết thảy, thậm chí giết chết Diệp Thần cũng không phí nhiều sức. Nhưng là giờ phút này, nhưng là hướng một con kiến hôi quỳ xuống. Đây chính là tôn quý vạn kiếm tông trưởng lão à? Hắn ở Côn Lôn hư thân phận và địa vị căn bản không phải người bình thường có thể chống lại tồn tại. Dù là ở vạn kiếm tông tông chủ trước mặt, vậy không nhất định sau đó quỳ à? Có thể dưới mắt, rốt cuộc là tình huống gì à? Những cái kia người vây xem cũng là há to miệng, uyển như hóa đá. Ai cũng không nghĩ ra, một đao dưới, chết không phải Diệp Thần. Nhưng là để cho một tôn cường giả trực tiếp quỳ xuống thần phục. Diệp Thần từ đầu đến cuối bất quá là cầm ra một khối ngọc bội mà thôi, lại có như vậy hiệu quả. Ngọc bội này là truyền quốc ngọc tỷ sao? Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn Thẩm Thạch Khê, thật ra thì nhất mơ hồ chính là hắn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Thiên Lê để lại ngọc bội lại có như vậy tác dụng. Thẩm Thạch Khê thực lực hắn liền hiểu rõ, hắn vốn cho là ngọc bội này chỉ có thể để cho đối phương dừng lại tay, lại không nghĩ rằng đối phương lại trực tiếp quỳ xuống. Trần Thiên Lê vậy đoạn thời gian đi Côn Lôn hư rốt cuộc làm cái gì? Có thể để cho vạn kiếm tông người như vậy sợ hãi. Hắn bây giờ không nghĩ nhiều nữa, cùng giải quyết trước mắt sự việc, hỏi lại một chút đối phương. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, Lạc Kiếm Tông tôn tông chủ lên tiếng, đại nhân, ngài đây là làm cái gì? Tại sao không phế cái này Diệp Thần, ngược lại? Tôn tông chủ không dám đem lời nói chết, kinh ngạc nhìn Thẩm Thạch Khê. Thật bất ngờ, nghe được câu này, Thẩm Thạch Khê diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Sát ý ngang dọc. Sư tôn, một con kiến hôi lại dám như vậy kêu la om sòm, thật là tự tìm cái chết. Ở Thẩm Thạch Khê trong mắt, cầm ngọc bội chính là sư tôn. Từ vạn đạo kiếm tôn thái độ cùng với Diệp Thần kiếm kỹ tới xem, Diệp Thần rất có thể là vạn đạo kiếm tôn học trò. Bàn về bối phận, đây chính là và sáng lập vạn kiếm tông vị kia một chỗ vị à. Thậm chí, còn khả năng cao hơn. Như vậy thứ nhất. Vạn kiếm tông tất cả mọi người, thậm chí còn tông chủ cũng nên gọi Diệp Thần sư tôn à. Bất đồng Diệp Thần câu trả lời, Thẩm Thạch Khê chợt đứng lên, hóa là một đạo gió lớn, hướng tôn tông chủ cuộn sạch đi. Sát ý lạnh như băng để cho tôn tông chủ sắc mặt tái nhợt. Hắn căn bản không nghĩ tới Thẩm Thạch Khê sẽ không giải thích được đối với hắn động thủ à. Sư tôn, vạn kiếm tông trưởng lão lại kêu Diệp Thần sư tôn. Điều này sao có thể?
Một cái căn cốt tới tuổi 20 người tuổi trẻ, tại sao có thể là Vạn Kiếm Tông sư tôn? Vô số nghi ngờ quấn quanh ở tôn tông chủ đầu óc. Nhưng là do không được hắn suy tư. Sát ý như mưa to gió dữ tới. Thẩm Thạch Khê đã xuất hiện ở cháu trước mặt tông chủ. Đại nhân, tôn tông chủ lời còn chưa nói hết, Thẩm Thạch Khê năm ngón tay chỉ như vậy bắt được đối phương. Lại là đem đối phương trực tiếp nâng lên. Giờ khắc này, thiên địa tựa hồ cũng cảm nhận được Thẩm Thạch Khê biến hóa, theo biến hóa. Không khí động lại, không khí ngột ngạt, cả thế giới bỗng nhiên yên lặng. Vậy yên tĩnh như chết, để cho người cảm giác nghẹt thở. Thẩm Thạch Khê cặp mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian vậy, nhìn tôn tông chủ. Ánh mắt sắc bén kia, để cho tôn tông chủ chỉ cảm thấy mình cổ họng bị kẹp lại, khó mà hô hấp. Giờ khắc này, hắn tựa như đối mặt là một đầu cùng hung cực ác mãnh thú. Tôn tông chủ, ngàn không nên vạn không nên, chính là đắc tội sư tôn. Không chỉ ngươi, toàn bộ Lạc Kiếm Tông bắt đầu từ hôm nay đều phải tiêu diệt. Sư tôn cơn giận, ai cũng không chịu nổi. Đây là Thẩm Thạch Khê nguyên thoại. Năm ngón tay lực lượng bùng nổ, đã xuyên thấu tôn tông chủ cổ. Máu tươi chảy như dòng nước. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Tôn tông chủ diễn cảm hoàn toàn thay đổi, thậm chí có chút sợ hãi, đại nhân, tại sao? Hắn tại sao có thể là Vạn Kiếm Tông sư tôn, ngài nhất định nhận lầm người à? Ta không có nhận sai. Đừng nói là ngươi, coi như bổn tông tông chủ thậm chí còn bổn tông sáng lập người thấy hắn. Đều phải quỳ xuống thần phục. Ngươi Lạc Kiếm Tông lại coi là cái gì? Chết! Tôn tông chủ hai tròng mắt trợn to, gắt gao nhìn phía xa Diệp Thần. Giờ khắc này, hắn cảm thấy sợ hãi. Một cái Côn Lôn hư Vạn Kiếm Tông vạn người kính ngưỡng tồn tại, lại bị mình đắc tội. Mấu chốt ai mẹ hắn sẽ cho rằng Vạn Kiếm Tông sư tôn là một tiểu tử chưa ráo máu đầu à? Sắc sắc! Hắn cổ trực tiếp bị bẻ gãy, vô cùng điên cuồng và tàn nhẫn. Sức sống hoàn toàn không có. Lạc Kiếm Tông tôn tông chủ lúc này chết. Làm xong hết thảy các thứ này, Thẩm Thạch Khê cánh tay chấn động một cái, trên tay máu tươi toàn bộ tiêu tán, sau đó từng bước một hướng Diệp Thần đi tới. Khi đi đến Diệp Thần trước mặt, Thẩm Thạch Khê lần nữa quỳ xuống, sư tôn, hôm nay là đệ tử không phải. Ta ban đầu không có nhận ra sư tôn, tội đáng chết vạn lần. Lại là đứng ở Lạc Kiếm Tông bên này. Thậm chí đối với sư tôn ra tay. Đệ tử nguyện ý phế bỏ tu vi, gánh vác hết thảy. Dứt lời, Thẩm Thạch Khê một trưởng hướng ngực đi. Một khi vỗ xuống, tất nhiên mất hết tu vi. Côn Lôn hư cường giả một khi không có tu vi, vậy thì sống không bằng chết à. Những cái kia vây xem hoa hạ võ đạo giới cường giả hoàn toàn không nói ra lời, con người cũng thiếu chút nữa tuôn ra tới. Cường giả này lại bởi vì một chuyện nhỏ. Tự phế tu vi. Thế giới này lúc nào thay đổi điên như vậy điên? Trời à! Đến nỗi vậy! Coi như muốn lấy lòng Diệp Thần, vậy chưa đến nỗi này à? Diệp Thần thấy một màn này, có chút sở khóc sở cười. Cái này Thẩm Thạch Khê còn như thế sợ mình sao? Mắt xem Thẩm Thạch Khê thì phải phế bỏ tu vi, Diệp Thần vội vàng nói, dừng tay. Thẩm Thạch Khê lúc này mới dừng lại, trưởng gió từng cơn. Có thể gặp mới vừa rồi quả thật xuống chết tay. Chuyện này, cũng không trách ngươi, nhiều người ở đây tai mắt lẫn lộn, ngươi đứng lên, chúng ta đi vào rồi hãy nói. Diệp Thần nói. Thẩm Thạch Khê nghe được câu này, thở ra một hơi, sau đó kích động nói, tạ ơn sư tôn đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Thẩm Thạch Khê đứng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Diệp Thần thành tựu Vạn Kiếm Tông sư tôn chuyện, trước mắt không thể tản mắt ra. Cùng Diệp Thần trở lại Vạn Kiếm Tông, mới có thể bại lộ tại tất cả người tầm mắt. Dưới mắt, nếu bị một số người phát hiện, vậy hắn liền muốn lau đi sạch sẽ. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Thẩm Thạch Khê hướng những cái kia người vây xem đi. Như một đạo thanh gió. Căn bản xem không thấy bóng người. Những cái kia người vây xem nhận ra được không đúng, mới vừa muốn rời đi, nhưng phát hiện một đôi hư ảnh thật giống như chui vào bọn họ đầu óc. Rất miễn cưỡng cầm xảy ra điều gì. Bọn họ liền phản kháng quyền lực cũng không có. Dĩ nhiên, hay là có người vùng vẫy. Nhưng là sau cùng kết quả nhưng là tại chỗ hóa là xương máu. Có thể gặp uy lực. Thẩm Thạch Khê đến mức, tất cả mọi người trí nhớ trực tiếp bị vô tình xóa đi.
Đây là Vạn Kiếm Tông một đạo thuật pháp, mặc dù có chút không chính chắn, thậm chí để cho người hôn mê, nhưng là hắn nhìn không được nhiều như vậy. Giờ phút này đối với hắn mà nói, sư tôn hết thảy, cao hơn thiên. Xa xa Diệp Thần thấy Thẩm Thạch Khê cử động, không có bất kỳ biểu lộ gì, trực tiếp hướng Diệp ra đi. Vốn cho là Côn Lôn Hư phải dựa vào luân hồi mộ địa, bây giờ nhìn lại, có Vạn Kiếm Tông, vậy thì dễ dàng rất nhiều. Cũng không biết Trần Thiên Lê vậy đoạn đã đến giờ để làm cái gì. Lạc Kiếm Tông là hắn một bước cờ, vậy bước kế tiếp cờ vậy là cái gì? Bất kể như thế nào, gần đây, hắn là nhất định phải đi Côn Lôn Hư. Không đúng, tốt nhất lập tức lên đường. Phụ thân vẫn còn ở Huyết Minh chịu khổ. Dù là bỏ ra giá cực lớn, hắn cũng phải đem phụ thân cứu ra. Diệp gia trung ương biệt thự. Thẩm Thạch Khê giải quyết xong hết thảy sự việc đi tới phòng khách, khi nhìn thấy Diệp Thần, hắn vừa định quỳ xuống, Diệp Thần liền nói, quỳ xuống cũng không cần, còn nữa, ngươi tại sao kêu ta sư tôn? Đây là Diệp Thần nghi ngờ nhất địa phương. Tôn xưng mình cũng không quá đáng, nhưng là lớn nhất vấn đề lại là sư tôn hai chữ. Hắn ở Côn Lôn Hư nán lại 5 năm, biết cái này hai chữ đối với một cái tông môn hàm nghĩa. Áp đảo trên tông chủ. Thẩm Thạch Khê nghe gặp cái vấn đề này, liền đoán được Vạn Đạo Kiếm Tôn cũng không có đem hết thảy nói cho Diệp Thần, hắn vậy không do dự, trực tiếp đem trước phát sinh ở Vạn Kiếm Tông hết thảy nói cho Diệp Thần. Bao gồm ngọc bội hàm nghĩa. 5 phút sau đó, Diệp Thần lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh. Nguyên lai Trần Thiên Lê không tiếc hao phí năng lượng, hóa là thực chất bước vào Côn Lôn Hư, chuyện này là một. Trần Thiên Lê tất nhiên là nghĩ đến mình dưới mắt tu vi còn kém mấy phần. Dẫu sao hắn khởi điểm quá muộn. Chỉ bất quá tu luyện 5 năm. Côn Lôn Hư rất nhiều người đều là 3 tuổi liền bắt đầu tu luyện, càng có vô số tài nguyên đống triệt. Chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Cũng may hắn có luân hồi mộ địa bực này nghịch thiên tồn tại. Vạn Kiếm Tông nước cờ này, chỉ ít có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ mình. Cái này lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Một khi vận dụng, đủ để giải quyết Côn Lôn Hư đối mặt 90% vấn đề. Mặc dù Vạn Kiếm Tông không phải Côn Lôn Hư cao cấp tông môn, nhưng chí ít không kém. Hắn loáng thoáng nhớ, 5 năm trước, lão đầu từng mang hắn đi qua Vạn Kiếm Tông, chỉ bất quá còn không có bước vào cửa, liền bị đánh ra. Lại không nghĩ rằng, 5 năm trôi qua, hắn thân phận lắc mình một cái, lại trở thành Vạn Kiếm Tông sư tôn. Cái thế giới này cũng quá thú vị chút. Sư tôn, ngài có thể hay không theo ta đi một chuyến Côn Lôn Hư Vạn Kiếm Tông, tông chủ và thái thượng trưởng lão các người cũng muốn gặp ngài, bọn họ thấy ngài, nhất định sẽ rất kích động. Thẩm Thạch Khê mở miệng nói. Lòng bàn tay của hắn đều là mồ hôi. Hắn tới Hoa Hạ hành động này quá sáng suốt, hắn so người bất kỳ đã muốn từ lâu đến gần Diệp Thần. Có Diệp Thần sư tôn che chở, hắn ở Vạn Kiếm Tông địa vị liền sẽ không ngừng lên cao à. Hắn ước gì Diệp Thần lập tức đi Vạn Kiếm Tông. Diệp Thần lắc đầu một cái, nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, đi Vạn Kiếm Tông không gấp, dưới mắt ta còn có một chuyện trọng yếu tình, ta phụ thân bị Huyết Minh mang đi, ta muốn đi trước Huyết Minh, người có thể biết Huyết Minh cụ thể địa chỉ, cùng với như thế nào bước vào. Huyết Minh có trận pháp cường đại bảo vệ. Lấy hắn năng lực muốn phá vỡ rất khó. Coi như hắn có luân hồi mộ địa, cùng với vậy ba tôn đại năng, có chút thời điểm lại sẽ hạn chế. Giống như hắn mới vừa biết được, Đoạn Lôi Nhân không cách nào khống chế mình thân thể, càng không cách nào rời đi luân hồi mộ địa. Càng về sau, luân hồi mộ địa hạn chế liền càng lớn. Đây cũng là Đoạn Lôi Nhân chỉ cho mình phù văn một trong những nguyên nhân. Thẩm Thạch Khê nghe được Huyết Minh nhốt Diệp Thiên chính sự việc, con người tràn đầy lửa giận. To gan Huyết Minh, lại dám rình rập sư tôn người nhà. Tự tìm cái chết. Tức giận sau này, Thẩm Thạch Khê kịp phản ứng, sư tôn, Huyết Minh ở Côn Lôn Hư vẫn là ung thư vậy tồn tại, muốn tìm và phá vỡ trận pháp, rất mệt khó khăn. Phương thức tốt nhất là có người Huyết Minh dẫn đường. Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn duy nhất biết mấy vị Huyết Minh cường giả, đều bị hắn chém giết. Như thế nào dẫn đường? Chẳng lẽ muốn cùng đối phương tìm tới cửa? Vạn nhất đối phương thật lâu không đúng tự mình ra tay đâu. Ngay tại lúc này, Thẩm Thạch Khê lại nói, bất quá sư tôn, ta từ Côn Lôn Hư lúc đi ra,
phát hiện Côn Lôn Hư bên ngoài một nhà dịch bảo các đang chuẩn bị cử hành đấu giá, cái này dịch bảo các lai lịch cũng không nhỏ, Vạn Kiếm Tông cũng phải kiêng kỵ. Thậm chí mỗi tương ứng hội đấu giá ngày, sẽ gặp có giao dịch bảo phòng tu luyện rộng mở, vô số người cũng biết tràn vào trong đó, coi như không vì đấu giá bảo bối, cũng muốn đi phòng tu luyện mấy phần, đối với tu vi có nhiều chỗ tốt. Ta đối với đấu giá và dịch bảo các không có hứng thú. Diệp Thần nói. Thẩm Thạch Khê lại nói, sư tôn, nghe ta nói xong, ta ban đầu và Lạc Kiếm Tông lúc đi ra, phát hiện có mấy cái huyết minh xâm cường giả cũng là tiến vào trong đó, nói không chừng những thứ này huyết minh cường giả là một con đường chết. Diệp Thần nghe được câu này, ánh mắt sáng lên, dịch bảo các hội đấu giá khi nào thì bắt đầu. Thẩm Thạch Khê con người đông lại một cái, chính là ngày hôm nay, 4 tiếng sau đó. Diệp Thần suy tư mấy giây. Không do dự nữa, bây giờ liền mang ta đi. Ở trước khi rời đi, Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết nói một tiếng, mặc dù Hạ Nhược Tuyết không muốn Diệp Thần đi, nhưng là nghe được Diệp Thần chẳng qua là đi núi Côn Lôn vùng lân cận, hơn nữa trong vòng một ngày thì trở lại, nàng vẫn là ngầm cho phép. Dịch bảo các, Côn Lôn hư phòng đấu giá lớn nhất. Cái này cùng Hoa Hạ Chu Đại Phúc cùng với còn lại châu báu được có chút tương tự. Chỉ bất quá đối phương làm là cao cấp vật. Lần này, ngẫu nhiên ở Hoa Hạ núi Côn Lôn cử hành một buổi đấu giá. Thẩm Thạch Khê nói, tựa hồ dịch bảo các mỗi 20 năm cũng sẽ ở Hoa Hạ cử hành một lần. Dẫu sao Hoa Hạ cũng có một ít Côn Lôn hư tu luyện cường giả đi ra. Thậm chí, núi Côn Lôn vùng lân cận cũng có không thiếu cường giả. Dõi mắt Côn Lôn hư, dịch bảo các cũng danh tiếng hiển hách. Bởi vì cái này dịch bảo các, có thể nói là phân bố toàn bộ Côn Lôn hư, nắm trong tay Côn Lôn hư lớn nhất bảo vật thị trường giao dịch. Truyền thừa đến nay, dịch bảo các đã trải qua vô số năm tháng, vô luận triều đại thay đổi, dịch bảo các sừng sững không ngã. Không có ai biết, dịch bảo các sau lưng, đứng rốt cuộc là vì sao phe thế lực. Nhưng là, tất cả mọi người nhưng đều biết, cho dù huyết minh bực này tông môn, cũng không dám ở dịch bảo các bên trong làm sằng làm bậy. Trăm năm trước, từng có Côn Lôn hư thứ hai đại tông môn, bởi vì đắc tội dịch bảo các một đêm bây giờ, gặp gỡ tắm máu, không có một ngọn cỏ. Ngày đó bắt đầu, dịch bảo các lại là thành là Côn Lôn hư một cái thần thoại. Đứng ở dịch bảo các trước, nhìn vậy khoáng đạt cao ốc, Diệp Thần trong lòng cảm khái muôn vàn. Thời gian 5 năm, không biết bao nhiêu lần đi qua các loại dịch bảo các, kết quả đều là mình đều bị đuổi, thời điểm đó hắn một lòng muốn phải tìm Lâm Tuyệt Long trả thù. Vậy không có quá nhiều dừng lại, lần này ngược lại là chân tránh bước vào nơi đây. Chỉ hy vọng huyết minh cường giả thật ở chỗ này. 20 năm một lần giao dịch bảo đại hội sắp mở ra, dịch bảo các trước cửa, người đến người đi, ra ra vào vào, đặc biệt là náo nhiệt, càng làm cho người sau đó xô trào. Diệp tiên sinh, chúng ta mau vào đi thôi. Nhìn đứng ở bên kia ngẩn người Diệp Thần, Thẩm Thạch Khê cấp thận trọng nói. Diệp Thần và hắn thương lượng xong, ở bên ngoài không được vãn bất đắc dĩ, tuyệt không gọi hắn vi sư tôn. Chỉ có thể gọi là Diệp tiên sinh. Thậm chí hai người cũng dịch dung liền mấy phần. Dẫu sao huyết minh vẫn biết mình tướng mạo. Dưới mắt, hắn không thể bại lộ. Là nên tiến vào, chúng ta làm như vậy, hẳn sẽ không bị nhận ra chứ. Lấy lại tinh thần, sờ một cái mình mặt, Diệp Thần dò hỏi. Diệp Thần cũng không biết, như vậy phải chăng có thể man thiên quá hải. Hi hi, yên tâm đi, Diệp tiên sinh, cái này thuật dịch dung nhưng mà ta năm xưa lấy được một quyển sách cổ chính giữ ghi lại. Tuyệt đối có thể man thiên quá hải, vô luận là người huyết minh vẫn là ai, muốn nhận ra chúng ta. Không thể nào. Đối với mình thuật dịch dung, Thẩm Thạch Khê vô cùng là tự tin. Vậy thì tốt, nghe được Thẩm Thạch Khê mà nói. Diệp Thần thở ra một hơi. Hắn và Thẩm Thạch Khê ở chung quanh vòng vo một vòng, cũng không có phát hiện người huyết minh qua lại. Ngươi chắc chắn người huyết minh sẽ xuất hiện ở nơi này. Diệp Thần lại nói. Thẩm Thạch Khê gật đầu một cái, ta chắc chắn, bây giờ còn chưa có bắt đầu, người huyết minh hẳn còn không có đi ra, chờ một chút. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn mới vừa muốn nói cái gì, luân hồi mộ địa đột nhiên chấn động. Sau đó, đoạn lôi nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Đồ nhi, ta ở chỗ này cảm nhận được thái cổ hư thực đan hơi thở, mặc dù là tàn vật,
nhưng là đối với ta lại nói cực kỳ trọng yếu, bất kể như thế nào, Đồ Nhi nhất định phải bắt lại. Nhất định phải bắt lại, còn như lý do, ta chậm chút thời điểm nói cho ngươi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, gật đầu một cái. Có thể để cho Đoạn Lôi Nhân như vậy cấp bách vật, tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Hắn nhìn về phía Thẩm Thạch Khê, hiếu kỳ nói, nếu như ta muốn đấu giá, là dùng nhân dân tệ ở chỗ này đổi trác vẫn là Côn Lôn hư linh thạch tiền. Diệp tiên sinh, người muốn đấu giá đồ, nơi này chỉ có thể linh thạch đổi trác, hơn nữa đồ cũng giá trị văn hoa à. Thẩm Thạch Khê lần này đi ra, cũng không có mang quá nhiều linh thạch, trong lòng có chút hối tiếc. Cho dù như vậy, hắn hay là đem trong thân thể chỉ có linh thạch lấy ra, Diệp tiên sinh, lần này vội vàng, ta không có mang quá nhiều đồ, xin hãy tha thứ. Theo ta tới, chuyện tiền, ta sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Thần không có thu, mà là quét mắt một vòng, phát hiện cái gì, cùng Thẩm Thạch Khê chạy thẳng tới dịch bảo các lầu hai giám bảo phòng đi. Mình đấu giá bảo bối, chẳng lẽ không có thể cầm bảo bối đi ra đổi linh thạch. Hắn luân hồi mộ địa vừa vặn có vậy hắc bạo cuồng mãng một ít thứ. Từ Trần Thiên Lê trong miệng biết được hắc bạo cuồng mãng bất kỳ thứ nào đồ đều là giá trị văn hoa. Dù là đối với Côn Lôn hư mà nói cũng là như vậy. Thái cổ hư thực đan khá là chân quý, muốn bắt viên thuốc này, hiển nhiên cần làm nhiều hơn chuẩn bị. Các người là tới giao dịch bảo. Giám bảo phòng, nhìn Diệp Thần và Thẩm Thạch Khê đi tới, một cái ông già cười híp mắt hỏi. Ta có mấy kiện bảo bối, chuẩn bị tham gia hôm nay giao dịch bảo đại hội. Xin phiền ra một cái giá. Nghe được lời của lão giả, Thẩm Thạch Khê giảm thấp xuống giọng nói. Hắn đoán được Diệp Thần ý đồ, cũng không nói nhảm, đem trên người mình một ít thứ lấy ra. Sư tôn thân phận tôn quý, hắn chỉ có thể lấy lòng. Đáng tiếc trên người hắn một ít bảo bối cũng không coi là giá trị văn hoa, đều là Lạc Kiếm Tông tôn tông chủ hiến cho mình đồ chơi. Ừ, nhìn Thẩm Thạch Khê móc ra ba kiện đồ, nguyên bản ngồi ở bên kia ông già trong mắt tinh quang chớp mắt. Không tệ, không tệ. Nhìn trước mặt ba kiện đồ, ông già hài lòng gật đầu một cái, kiếm thạch mộc, quả thật luyện chế pháp bảo thứ tốt, giá trị không rẻ. Trừ cái này ra, một quả này tinh thạch. Lão hủ nếu như không có nhìn lầm, chỉ sợ là yêu thú nội đan. Chỉ tiếc năm tháng đã lâu, năng lượng tổn thất không nhỏ. Bất quá, vậy coi là chân phẩm, còn như sau cùng cái này một chai đồ. Đây là, trích viêm hồn, lấy từ lòng đất chục nghìn mét dưới nham thạch nóng chảy nồng cốt bên trong tinh túy, nhiệt độ cực cao, có thể dung vạn vật. Đây chính là một ít luyện đan và luyện khí người khổ truy tìm vật, giá trị phi phàm. Nho nhỏ phân biệt ba kiện đồ sau đó, ông già nở nụ cười, thái độ so với trước, hiển nhiên là cung kính rất nhiều, hôm nay đúng lúc là giao dịch bảo đại hội, cái này ba kiện đồ tham gia giao dịch bảo, quả thực không tệ. Muốn đến hai vị cũng biết ta dịch bảo các quy củ. Dịch bảo các bên trong, lấy linh thạch làm đơn vị tiến hành đổi trác. Kiếm thạch mộc, định giá 50 linh thạch, một quả này nội đan, định giá 80 linh thạch, còn như cái này trích viêm hồn. Ta xem tạm thời định giá 300 linh thạch tiến hành giá bắt đầu, ngươi thấy thế nào? Theo ý ngươi nói, nghe được lời của lão giả, Thẩm Thạch Khê nhướng mày một cái, nhưng là, rất nhanh nhận lời xuống. Ông già mở ra giá cả không tính là cao, nếu như trực tiếp bán ra, tuyệt đối là lỗ vốn. Nhưng là, hôm nay giao dịch bảo đại hội nhưng mà đấu giá đại hội. Có thể lấy được giao dịch bảo tư cách, chính là tiến hành đấu giá. Ông già ra giá cả chỉ là giá mở đầu thôi, cho nên thấp một ít ngược lại là không sao. Bây giờ mấu chốt nhất là gom góp tiền vốn, cho Diệp Thần sử dụng. Ha ha, được, vậy thì như vậy làm đi. Đây là tiến vào giao dịch bảo thính môn bài, các người thu cất. Nghe được Thẩm Thạch Khê mà nói, ông già hài lòng cười lên. Tiếng nói rơi xuống, hắn đem ba kiện đồ cẩn thận thu hồi, không biết các người hay không còn có vật phẩm cần giao dịch bảo. Nếu là không có, hai vị có thể tùy ý đi dạo một chút, lại qua 2 giờ, giao dịch bảo đại hội sắp bắt đầu. Hôm nay, giao dịch bảo đại hội có bảo vật vô số, cái này hai tấm danh sách hai vị có thể xem, nếu có hứng thú, có thể phải làm một phen chuẩn bị. Ta không có. Nghe được lời của lão giả, Thẩm Thạch Khê lắc đầu nói. Ta bên này nhưng là có hai món đồ cần giao dịch bảo. Nhưng mà,
Ngay tại Thẩm Thạch Khê chuẩn bị lúc chia tay, một bên Diệp Thần nhưng là đột nhiên nói. Nhìn ông già đưa tới hai tấm danh sách, Diệp Thần ánh mắt hơi đông lại một cái, con người mơ hồ co rúc lại. Giao dịch bảo đại hội, bảo vật vô số. Như vậy cơ hội, Diệp Thần há có thể buông tha. Chỉ tiếc, hôm nay Diệp Thần trong túi ngượng ngùng. Muốn ở giao dịch bảo hội lên lấy được từ mình yêu cầu vật phẩm, cần làm xong vạn toàn chuẩn bị. Thậm chí, vì thái cổ hư thực đan, Diệp Thần cũng cần có một ít hành động. Nghĩ tới đây bên, Diệp Thần cổ tay một phen, ngay tức thì lau một cái ánh sáng màu bạc thoáng qua. Toàn bộ giám bảo phòng, đi đôi với cái này một cổ ánh sáng bạc xuất hiện, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. T, đây là... Mắt thấy Diệp Thần móc ra vậy một khối to lớn màu bạc vảy, nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt ông già, không cách nào bình tĩnh. Hắn trợn to hai mắt, ba bước cũng làm hai bước đi, vòng qua bàn dài, ông già không kịp đợi đi tới Diệp Thần trước người, thứ tốt. Cái này thật là đồ tốt, cứng rắn vô cùng, hàn băng như thiết, mơ hồ bây giờ, linh khí di động. Đây là, linh thú áo giáp, hơn nữa còn là một cái sắp hóa rồng hắc bạo cuồng mãng áo giáp. Ngươi chắc chắn vật này muốn tham gia giao dịch bảo đại hội. Nhìn Diệp Thần hắn ánh mắt đã thay đổi. Xin phiền tiền bối định giá. Diệp Thần trực tiếp nói. Được, ha ha, vô hạn đến gần giao long áo giáp, vật này vô cùng chân quý. Chẳng qua là, cái này áo giáp tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Chỉ sợ chỉ có một nửa. Không biết ngươi. Ông già ánh mắt chớp mắt, hơi có vẻ thâm ý dò hỏi. Chỉ có những thứ này. Diệp Thần mặt không cảm giác nói. Đã như vậy, cũng không sao. Cho dù không hoàn chỉnh, vật này giá trị không kém chút nào trước ba kiện đồ. Lấy ta nơi gặp, giá khởi đầu liền làm theo yêu cầu 500 linh thạch như thế nào? Ông già nhẹ giọng dò hỏi. 500 linh thạch, liền như thế chứ? Lời của lão giả, để cho Diệp Thần khá là kinh ngạc. Đây chính là một khoản tài sản không nhỏ. Đem cái này áo giáp giao cho ông già sau đó, Diệp Thần lúc này mới cùng Thẩm Thạch Khê thối lui ra giám bảo phòng. Bây giờ, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu đông gió. Diệp Thần chờ giao dịch bảo đại hội chính thức bắt đầu. Giao dịch bảo thính, ở vào dịch bảo các lầu 3, diện tích mấy ngàn m2. Nơi này nguy nga lộng lẫy, để cho người chắc lưỡi hít hà. Toàn bộ phòng khách, trừ lớn bình thường đường chỗ ngồi ra. Còn căn cứ cấp bậc chia làm chỗ trang nhã, phòng riêng. Bởi vì ở giám bảo phòng ước chừng thế chân đến gần ngàn cái linh thạch bảo vật, Diệp Thần cùng Thẩm Thạch Khê, cầm vậy một quả màu tím môn bài chạy thẳng tới cao tầng chót hết một cái phòng riêng đi. Ngồi ở cao tầng phòng riêng bên trong, Diệp Thần cùng Thẩm Thạch Khê yên tĩnh thưởng thức giao dịch bảo thính bên trong cảnh tượng. Toàn bộ giao dịch bảo thính, giờ phút này tiếng người ồn ào. Hôm nay tới. Trừ Hoa Hạ lánh đời nhà giàu có gia tộc và núi Côn Lôn vùng lân cận thế lực khắp nơi ra, thậm chí, Côn Lôn hư một ít thế lực cũng đều có phái người tới. Mỗi một lần giao dịch bảo hội, cũng đều là những thế lực này tìm kiếm bảo vật cơ hội. Có thể nói, thời khắc này giao dịch bảo thính có thể nói là đầm rồng hang hổ. Người huyết minh quả nhiên tới. Bất quá chốc lát, nhìn phía xa đi tới mấy đạo thân ảnh, Diệp Thần không khỏi được con người đột nhiên co rúc lại. Mấy người này chính giữa, người cầm đầu trên cổ bất ngờ xăm một xóa huyết môn. Đây cũng là huyết minh ký hiệu. Mấu chốt cái này mấy người hơi thở rất là khủng bố. Bọn họ chạy thẳng tới cách đó không xa một cái sang trọng phòng riêng đi. Diệp tiên sinh, ta liền nói người huyết minh tất nhiên sẽ tới, giao dịch bảo đại hội, bảo vật vô số. Huyết minh tự nhiên sẽ vừa ý không ít thứ, lần này, bọn họ nhất định có chuẩn bị mà đến. Bên này không hề thiếu cường giả chấn giữ, chúng ta hay là chờ bên này kết thúc đang động tay. Kinh ngạc sau đó, Diệp Thần như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Thẩm Thạch Khê con ngươi híp lại, gật đầu một cái. Chỗ này, hắn cũng không dám động thủ, giá quá lớn. Dịch bảo các có thể sừng sững Côn Lôn hư nhiều năm như vậy, ai dám ở bọn họ địa bàn động thủ, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Cho dù nơi này là Hoa Hạ núi Côn Lôn, cũng giống như vậy. Diệp tiên sinh, xem, đó là người Kỷ gia. Ở Diệp Thần trầm ngâm bây giờ, ở bên cạnh hắn Thẩm Thạch Khê đột nhiên nói. Theo Thẩm Thạch Khê ánh mắt nhìn, Diệp Thần thân hình không khỏi được dừng lại,
thần sắc lộ vẻ được phức tạp. Kỷ gia, Côn Lôn Hư bên trong, coi là lên gia tộc cao cấp một trong. Nói đến chỗ này Kỷ gia, cùng Diệp Thần quan hệ không cạn. Bởi vì, Kỷ gia Thiên Kiêu Kỷ Tư Thanh thậm chí còn Kỷ Lâm đều là tới từ Kỷ gia. 5 năm trước, hắn mới vừa bước vào Côn Lôn Hư, không biết nhận chịu nhiều ít áp lực. Mới vừa bước vào hắn, không có thực lực, chỉ có thể bị người hung hăng dẫm ở dưới chân. Căn cốt rác dưới, hèn mọn phàm căn. Bên trong bất kỳ một người tu luyện nào cũng so hắn mạnh. Hắn lại là bỏ lỡ cao nhất thời gian tu luyện. Vô số người cười nhạo. Duy nhất để cho hắn cảm giác được ấm áp, chỉ có 3 người. Cái đầu tiên là tự tay đem hắn mang nhập Côn Lôn Hư, truyền thụ hắn pháp quyết tu luyện lão đầu. Cái thứ hai chính là một cách tinh quái Kỷ Lâm. Cái cuối cùng chính là không để ý hết thảy trở ngại, trợ giúp hắn không biết bao nhiêu lần Kỷ Tư Thanh. Cho hắn cao nhất đan dược, ở hắn tuyệt cảnh lúc đó, không để ý hết thảy ra tay. Thậm chí không tiếc cùng một thế lực bất hòa. Hắn cố nhiên cố gắng, liều mạng tu luyện, nhưng là ở Côn Lôn Hư nếu như không có Kỷ Tư Thanh, hắn có thể sớm đã chết ở bên trong. Hắn trong trí nhớ một mực có một câu Kỷ Tư Thanh nói tiếng nói bàn lượn quanh. Diệp Thần, người không thể chết được, coi như thiên hạ tất cả mọi người đều chết, người cũng không thể chết. Hắn không biết tại sao Kỷ Tư Thanh loại này thiên chi kiều nữ như vậy coi trọng mình. Hắn thậm chí cảm thấy Kỷ Tư Thanh biết luân hồi mộ địa tồn tại. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, căn bản không có thể. Khi đó liền hắn cũng không biết luân hồi mộ địa, người ngoài làm sao biết. Nhìn đi vào hội trường vậy mấy đạo thân ảnh, Diệp Thần thần sắc dần dần âm trầm xuống. Không nghĩ tới, bọn họ cũng tới. Chẳng qua là, chưa từng gặp vậy hai cái con bé đến. Hít sâu một hơi, Diệp Thần nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Diệp tiên sinh, ngươi nói nhưng mà Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm. Ta ở Vạn Kiếm Tông nghe nói vậy Kỷ Tư Thanh tựa hồ lấy được một cái cường giả coi trọng. Cái này 2 năm, Kỷ Tư Thanh thực lực leo lên cực kỳ nhanh. Có thể nói yêu nghiệt. Tựa hồ biết Diệp Thần nói nàng là ai, Thẩm Thạch Khê nhẹ giọng nói. Đạt được cường giả coi trọng. Nghe được Thẩm Thạch Khê mà nói, Diệp Thần sững sốt một chút, nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn hồi nào không phải đạt được cường giả coi trọng. Chỉ bất quá hắn càng nghịch thiên. Là 100 vị cường giả coi trọng. Thời gian 5 năm, Kỷ gia tỉ muội bảo vệ mình, vậy 5 năm sau đó, nếu có người dám động các nàng, mình ổn thỏa giết liền người trong thiên hạ. Liền làm còn vậy 5 năm tình. Dưới mắt, bỏ mặc bọn họ như thế nào. Hôm nay, vật kia phải bắt lại. Luân hồi mộ địa, lần nữa truyền tới đoạn lô nhân thanh âm dồn dập. Biết, ta sẽ bắt lại. Thu hồi tâm trạng, Diệp Thần trực tiếp nói. Thẩm Thạch Khê nghe được Diệp Thần đang lầm bầm lầu bầu, liền nói, Diệp tiên sinh vừa ý một ít thứ. Diệp Thần cầm ra linh xà áo giáp tiến hành đấu giá, Thẩm Thạch Khê nơi nào sẽ không biết điều này đại biểu cái gì. Lần này giao dịch bảo đại hội, có không ít thứ không tệ. Vậy linh xà áo giáp, mặc dù chân quý, đối với hôm nay ta mà nói, nhưng là vô dụng. Huống chi, ta lấy lưu một bộ sau phút, đủ sử dụng. Còn dư lại, ngược lại không như đổi thành linh thạch, xem có thể hay không giao dịch được một ít thực dụng vật. Diệp Thần không có chối. Cũng phải, Diệp tiên sinh, hội đấu giá bắt đầu rồi. Nói chuyện bây giờ, Thẩm Thạch Khê đột nhiên trước mắt sáng lên, hướng giao dịch bảo thính chính giữa nhất trên đài cao nhìn. Dưới ánh đèn, cả người màu đỏ quần dài cô gái, chậm rãi đi lên đài cao, dùng nàng vậy mị hoặc thanh âm giới thiệu lần này giao dịch bảo hội quy củ. Cô gái này quyến rũ động lòng người, màu lửa đỏ váy đầm dài, lại là buộc vòng quanh nàng vậy ma quỷ vậy vóc người. Theo nàng cười một tiếng một nhăn mày, ở đó mị hoặc thanh âm chính giữa, giao dịch bảo hội mở màn, rất nhanh, mọi người tại đây tâm trạng cũng bị điều động. Một kiện kiện vật đấu giá dần dần lên đài, đám người bầu không khí, ở cô gái này điều động dưới, càng phát ra ngẩng cao. Nhất là theo hội đấu giá tiến hành, nơi biểu diễn ra vật phẩm, càng phát ra chân quý, giao dịch bảo thính bên trong tranh đoạt, vậy càng phát ra bốc lửa. Nếu không người tăng giá, vậy kiếm này gỗ đá, thuận tiện lấy 180 cái hạ phẩm linh thạch đồng ý. Chúc mừng Kỷ gia lấy được vật này. Giao dịch bảo hội, thứ 13 kiện đấu giá bảo vật, Thẩm Thạch Khê lấy ra kiếm thạch mộc,
giá khởi đầu 50 linh thạch, cuối cùng lấy 180 linh thạch đồng ý. Mắt thấy cuối cùng giá sau cùng, Thẩm Thạch Khê mừng rỡ khôn kể xiết. Lấy cái này dịch bảo các linh thạch cùng bạc trắng so ca mà nói, một quả hạ phẩm linh thạch đủ để được cho 100 lượng bạc trắng. 180 cái linh thạch, nhưng mà ước chừng 18.000 lượng bạc trắng. Lấy tầm thường nhà 4 người chi tiêu mà nói, cái này 18.000 lượng bạc trắng, lại là đủ để cho 600 cái nhà 4 người an nhàn sinh hoạt một năm. Đây tuyệt đối cũng coi là một khoản tiền lớn, thậm chí vượt ra khỏi Thẩm Thạch Khê dự trù giá trị. Thấy không, Diệp tiên sinh, hì hì, Kiếm Thạch Mộc, cũng vỗ ra như vậy giá cả, kế tiếp đồ nhất định hơn nữa đáng tiền, có những thứ này vốn, qua thứ người muốn, chúng ta nhất định có thể bắt lại. Thẩm Thạch Khê cười nói, hy vọng như thế chứ. Nghe được Thẩm Thạch Khê mà nói, Diệp Thần nhướng mày một cái, trầm giọng nói. Hội đấu giá mới bắt đầu không bao lâu, nơi vật phẩm bán đấu giá chính là tiêu thăng đến bực này giá trị. Cái này làm cho Diệp Thần cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên con đường võ đạo không phải người bình thường có thể tùy tiện bước vào. Bước vào con đường này, cần tiêu hao tài nguyên, đủ để cho vô số người tan vỡ. Khó trách con đường võ đạo chính giữa, có vô số cướp đoạt người. Nếu như dựa vào mình thu góp tài nguyên tu luyện, lại có mấy người có thể đi tới cuối cùng. Không có mấy người gia tộc cũng như thực lực này tiến hành chống đỡ. Hôm nay Kiếm Thạch Mộc, chính là đánh ra 180 linh thạch giá trị, vậy kế tiếp đâu? Sau cùng Thái Cổ Hư Thực Đan, chỉ sợ cũng phải vượt xa ra Diệp Thần bọn họ dự tính giá trị chứ. Diệp Thần nhiều hơn một tia lo lắng. Trên thực tế, đúng như Diệp Thần lo lắng vậy, theo đấu giá tiến hành, mọi người càng điên cuồng. Yêu thú nội đan, lấy 230 cái hạ phẩm linh thạch, đồng ý. Kiếm Thạch Mộc sau đó, thứ 16 kiện vật đấu giá, Thẩm Thạch Khê vậy một quả cấp 3 yêu thú nội đan, giá sau cùng cuối cùng đạt tới 230 hạ phẩm linh thạch. Trích Phiêm Hồn, lấy 560 cái hạ phẩm linh thạch, đồng ý. Thứ 29 kiện vật đấu giá, Trích Phiêm Hồn, cuối cùng lại là lấy 560 cái hạ phẩm linh thạch, bị một cái thế lực thần bí thu mua. Đây cơ hồ là dám bảo phòng cho gia định giá gấp đôi. Mắt thấy như một màn này, Diệp Thần không khỏi được đổ hít một hơi khí lạnh. Sư, Diệp tiên sinh, sự việc thật giống như không bị khống chế à. Cho đến lúc này, Thẩm Thạch Khê cũng là sắc mặt khó coi. Không có bởi vì lấy được hàng loạt linh thạch mà mừng rỡ như điên. Thẩm Thạch Khê vậy phát giác không đúng. Bọn họ đem cái này giao dịch bảo đại hội nghĩ quá mức đơn giản. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới bừng tỉnh hiểu ra. Định giá, chẳng qua là định giá, nhưng là, bảo vật chân chính giá trị, nhưng là bởi vì người mà gì. Có một ít bảo vật có giá cả vô giá, tự nhiên giá trị liên thành. Có một ít bảo vật, cố nhiên chân quý, nhưng chưa chắc có thể đạt tới lý tưởng giá cả. Đây chính là giao dịch bảo đại hội. Được, các vị, bây giờ, chúng ta thứ 30 kiện vật đấu giá ra sân. Theo Trích Phiêm Hồn bị thế lực thần bí vỗ xuống, trên đài cao cô gái quyến rũ, khóe môi nhếch lên một tia câu hồn đoạt phách nụ cười, tiếp tục nói. Nói chuyện bây giờ, trong tay của nàng, nhưng là nhiều hơn một cái màu trắng bình ngọc nhỏ, muốn đến rất nhiều người đều đoán được. Không sai, bây giờ, chúng ta muốn bán đấu giá, chính là một quả này Thái Cổ Hư Thực Đan. Quét một vòng đám người, cô gái không nhanh không chậm nói. Rào rào. Nghe được lời của cô gái, bất đồng nàng nói tiếp, đám người đã bắt đầu xôn xao. Phòng riêng bên trong, nhìn đăng tràng cái đó bình ngọc, Diệp Thần cũng là không khỏi được thân thể nghiêng về trước, lộ ra khẩn trương thần sắc. Thái Cổ Hư Thực Đan rốt cuộc đã tới. Nhìn trên đài cao cái đó màu trắng bình ngọc cùng với Diệp Thần phản ứng, Thẩm Thạch Khê thần sắc nghiêm nghị lại. Diệp tiên sinh chân chính muốn bắt chắc là thứ này. Đã như vậy, vô luận như thế nào, không thể cạnh rơi. Muốn đến, chư vị đều đã biết rõ Thái Cổ Hư Thực Đan tác dụng. Viên thuốc này, tập hợp thiên địa chí dương linh dược đi qua 774 ngày 19, mới khá luyện thành. Bên trong đan dược, ẩn chứa cực hạn thần hồn lực, đối với võ giả mà nói, nếu như uống viên thuốc này, giặt gân phạt mạch, đả thông quanh thân tắt nghẽn, trong cơ thể tràn ngập thần hồn lực, đối với võ giả bước vào cảnh giới cao hơn, có trợ giúp to lớn. Trừ cái này ra,
Thái cổ hư thực đan còn có một cái khác công hiệu. Đó chính là có thể ngưng tụ thần hồn, thậm chí lời đồn đãi có thể để cho thần hồn và tàn niệm thực chất. Bất quá nói trước, đan dược này hư hại mấy phần, dược liệu hẳn kém mấy phần, nếu không cũng không biết lấy ra bán đấu giá. Côn Lôn hư không có luyện đan sư có thể tu bổ, nếu như có người có đường và thủ đoạn, ngược lại là có thể vỗ hồi đi thử một chút. Ở mọi người ồn ào náo động bây giờ, trên đài cao, quyến rũ thành thục cô gái, như cũ không nhanh không chậm giới thiệu. Cười một tiếng một nhăn mày, đều đưa trận không khí bên trong điều động đến mức tận cùng. Nghe cô gái giới thiệu, vô số người ánh mắt nóng như lửa, hô hấp dồn dập. Kia sợ không phải hoàn chỉnh đan dược, giá trị vậy văn hoa à? Nếu như nguyên vẹn, làm sao có thể lấy ra bán đấu giá à? Đúng rồi, ngoài ra nhắc nhở mọi người một chút, một quả này thái cổ hư thực đan, kinh ta dịch bảo các giám định, không thể nào là giả, chư vị cứ yên tâm. Viên thuốc này, giá khởi đầu, 480 linh thạch. Hiện tại bắt đầu. Nhìn bên trong sân mọi người phản ứng, cô gái cười nói. Nghe cô gái giới thiệu, bên trong sân bầu không khí, ngay tức thì sôi trào, đạt đến đỉnh điểm. Ta ra 500 linh thạch. Còn không đám con gái lời nói hoàn toàn rơi xuống, bên trong đại sảnh một cái người đàn ông trung niên liền không kịp đợi hô lên giá cả. Hừ, 500 linh thạch, lại coi là cái gì? Ta ra 550 cái linh thạch. Một cái thanh âm khác theo sát phía sau. Tàn tổn thái cổ hư thực đan, ban đầu đấu giá, liền giá cả tăng vọt, để cho người thán phục. Cái này, Diệp tiên sinh, những người này. Mắt thấy giao dịch bảo thính bên trong, tăng giá tiếng này thay nhau vang lên, bất quá đảo mắt bây giờ, thái cổ hư thực đan giá cả tăng vọt đến 650 linh thạch, Thẩm Thạch Khê không khỏi được có một ít cuống cuồng. Tình huống thật sự có một ít không đúng. Trên mình ngươi có nhiều ít linh thạch. Đối mặt Thẩm Thạch Khê nóng nảy, Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, liền vội vàng hỏi. Trên người ta linh thạch, cộng thêm trước kiếm thạch mộc, yêu thú nội đan và trích viêm hồn, ba kiện bảo bối tổng cộng vỗ ra 940 cái hạ phẩm linh thạch. Khấu trừ 5% tiền phí tổn sau đó, chúng ta có thể cầm tới tay có chừng 893 cái linh thạch. Như vậy tính ra, chúng ta có thể lấy ra, nhiều nhất cũng chỉ có chưa đủ 1.700 linh thạch. Thẩm Thạch Khê trầm giọng nói. 1.700, coi như có thể. Nghe được Thẩm Thạch Khê mà nói, Diệp Thần híp một cái mắt lại xem. Bây giờ, tăng giá, cơ hồ đều là ngồi ở đại sảnh hòa nhã ngồi trên người. Chân chính cá sấu, còn chưa xuất hiện. Một quả này thái cổ hư thực đan, mặc dù không phải là hoàn chỉnh, nhưng là cũng có thể đưa tới rất nhiều người mơ ước. Nhất là thái cổ hư thực đan đối với thần hồn có chỗ tốt, cái này công hiệu, đủ để cho người điên cuồng. Bây giờ, Diệp Thần bọn họ có thể làm, chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. 700 cái linh thạch. 720. 750 cái linh thạch. 800. Giá cả vẫn còn ở một đường tăng vọt. Bất quá ngắn ngủi một chung trà thời gian, thái cổ hư thực đan giá cả đạt tới 800. Cho đến lúc này, bên trong đại sảnh thanh âm mới dần dần biến mất. 800 cái linh thạch. Chỉ sợ là đối với không thiếu gia tộc nhỏ mà nói cũng là con số trên trời chứ. Càng ngày cũng nhiều người thối lui ra tranh đoạt. 1.000. Nhưng mà, liền ở đại sảnh thanh âm dần dần biến mất thời điểm, đột nhiên, cao tầng trên một cái phòng riêng, truyền đến Diệp Thần thanh âm quen thuộc. Người huyết minh ra tay. Nghe được cái này thanh âm, Thẩm Thạch Khê sắc mặt đột nhiên đại biến. Xem ra, huyết minh vậy để mắt tới một quả này thái cổ hư thực đan. Diệp Thần cau mày. Lúc nào, huyết minh cũng đúng đan dược cảm thấy hứng thú. Huyết phong hoa, xem ra ngươi vậy vừa ý viên thuốc này. Đáng tiếc ta Kỷ gia cũng xem trọng. 1.050 cái linh thạch. Chẳng qua là, bất đồng huyết minh cường giả thanh âm rơi xuống, Kỷ gia rơi vào phòng riêng bên trong, truyền đến một cái thanh âm khác. Rất hiển nhiên, huyết minh cầm đầu vị cường giả kia liền kêu huyết phong hoa. Hơn nữa còn và người Kỷ gia biết. Hừ, Kỷ gia, vậy thì như thế nào? 1.003. Huyết phong hoa hừ lạnh nói. Một hơi, tăng giá 250 cái linh thạch, cái này làm cho không ít người trợn mắt hốc mồm. 1.350. Kỷ gia phòng riêng bên trong, thanh âm đổi được khó khăn nghe. 1.500.
Huyết Phong Hoa thanh âm như cũ vang vọng. Rào rào. Theo Huyết Phong Hoa những lời này nói ra, lần này bên trong sân nổ sôi. 1.500 linh thạch. Cái giá cả này quá cao đi. Thậm chí có chút khoa trương. Cái này thái cổ hư thực đan cũng không phải là hoàn chỉnh đan dược à. Nhìn Huyết Phong Hoa chỗ ở phòng riêng, mọi người thần sắc khác nhau, thán phục liền liền. Cái này, xong rồi, Diệp tiên sinh, làm thế nào? Nguyên vốn cho là 1.500 linh thạch thỏa thỏa có thể bắt lại thái cổ hư thực đan. Nhưng mà, bây giờ, đảo mắt bây giờ, giá cả đạt tới 1.500. Cái này nên làm thế nào cho phải? Huyết Minh xem ra trí ở tất được, nhìn sắc mặt lo lắng Thẩm Thạch Khê, Diệp Thần hít sâu một hơi, 1.500 cái linh thạch, kỷ gia sẽ không theo điên. Còn lại thế lực, chỉ sợ vậy đã chết lòng. Thái cổ hư thực đan, là chân quý, bất quá nếu có 1.500 linh thạch, có thể thay thế thái cổ hư thực đan đồ không thiếu. Người ra giá, trực tiếp kêu giá 1.700. Nhìn trên đài cao màu trắng bình ngọc, Diệp Thần sắc mặt lạnh như băng. Chuyện cho tới bây giờ, cuối cùng đánh một trận. Diệp Thần cũng muốn xem, Huyết Minh có thể điên đến cái bước gì. 1.500 cái linh thạch, còn có ra giá sao? Nếu là không có, một quả này thái cổ hư thực đan, liền trở về Huyết Minh tất cả. Ở đám người xôn xao tiếng chính giữa, trên đài cao, quan sát chốc lát, thấy không có ai tiếp tục ra giá, cô gái quyến rũ cười hỏi. Đối mặt cô gái hỏi, tình cảnh dần dần yên lặng lại. Ha ha, một quả này thái cổ hư thực đan, là của ta. Huyết Minh chỗ ở phòng riêng chính giữa, nhìn như một màn này, Huyết Phong Hoa trong mắt lóe lên lửa nóng ánh mắt. 1.500 cái hạ phẩm linh thạch, đây là một khoản to lớn tài sản. Huyết Minh chí ở tất được, ai có thể cùng bọn họ tranh phong. Tìm thường gia tộc, tầm thường thế lực, đã không có sức tiếp tục, những cái kia ẩn núp trong bóng tối chân chính các cao nhân. Bọn họ khởi sẽ vì một quả không trọn vẹn thái cổ hư thực đan mà tiêu phí khổng lồ như vậy. Huyết Phong Hoa chờ đợi ngồi thu thái cổ hư thực đan. 1.700 cái linh thạch. Nhưng mà, ngay tại Huyết Phong Hoa tự nhận là 10 phần chắc chín, ngay tại cô gái chuẩn bị tuyên bố kết quả thời điểm, đột nhiên một hồi thanh âm truyền tới. 1.700 cái linh thạch. Theo những lời này nói ra, Dịch Bảo các phòng khách, lần nữa tung lên đổ sộ sóng gió lớn. 1.700 cái linh thạch. Cuối cùng, truyền tới cái thanh âm này, ở bên trong đại sảnh nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Cái gì? Huyết Minh phòng riêng bên trong, chính là mọi người thần sắc đại biến. Là ai? Một giá tăng lên 200 linh thạch. Khẩu khí thật là lớn, thật là mạnh quyết tâm. Đối mặt như một màn này, Huyết Phong Hoa sắc mặt đổi được vô cùng âm trầm. Cái đó phòng riêng, là ai? Huyết Phong Hoa trầm giọng hỏi. Không biết. Tại chỗ Huyết Minh mọi người chố mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là Hoa Hạ một ít gia tộc lánh đời hoặc là cường giả? Nếu như Côn Lôn hư người, làm sao biết bởi vì thái cổ hư thực đan ra như vậy giá cả? Tất cả mọi người một mặt mơ hồ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại nhân, chúng ta tăng giá. Một quả này thái cổ hư thực đan không thể cạnh rơi à? Trịnh trưởng lão cũng phải cần vật này. Mắt thấy rơi vào trầm mặc Huyết Phong Hoa, một vị Huyết Minh cường giả vội vàng nói. Đại nhân, Trịnh trưởng lão nhưng mà chuẩn bị tới Hoa Hạ đối phó vệ Diệp Thần, mặc dù hắn không rảnh tới nơi này, nhưng là trước nói một câu chúng ta cũng đều là nghe được. Nghe trên đài cao cô gái cuối cùng tuân giá cả, thấy Huyết Phong Hoa không có phản ứng chút nào, người nọ càng phát ra nóng nảy. Để cho hắn. Nhưng mà, để cho hắn thất vọng chính là... Huyết Phong Hoa sắc mặt thay đổi một phen sau đó, nhưng là nói ra như thế một câu nói. Huyết Minh buông tha. Rầm rầm. Ngay tức thì, người nọ sắc mặt tái nhợt. Trịnh trưởng lão sự việc, ta sẽ nghĩ biện pháp, huống chi cái này không lành lặn vật, không chính xác trịnh trưởng lão hữu dụng. 1.700, đã xa xa vượt qua không trọn vẹn thái cổ hư thực đan nên có giá trị. Đừng quên, hôm nay chúng ta là tới làm gì? 1.700 cái linh thạch, ta Huyết Minh cầm cho ra. Nhưng là, lại không thể bởi vì một quả thái cổ hư thực đan mà cầm ra. Huyết Phong Hoa nhìn đối phương, lạnh lùng quát. Ta, biết. Nghe được Huyết Phong Hoa mà nói, người nọ thân hình dừng lại, vô lực nói. Được, nếu không người tăng giá.
một quả này thái cổ hư thực đan, thuận tiện lấy 1.700 cái linh thạch đồng ý. Chúc mừng số 9 phòng riêng đoạt được vật này. Ước chừng qua một lúc lâu, thấy Huyết Minh vậy hoàn toàn buông tha tranh đoạt, trên đài cao cô gái quyến rũ, nhìn Diệp Thần chỗ ở phòng riêng, cười híp mắt nói. Thái cổ hư thực đan tranh đoạt, rơi xuống màn tre. Đối mặt như vậy kết quả, mọi người không khỏi được lâm vào từng cơn thán phục chính giữa. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đầu óc lại truyền tới một đạo kích động tiếng. Đồ nhi, vi sư lại cầu ngươi một chuyện, mở tòa thứ hai mộ bia, cái này thái cổ hư thực đan, chỉ có hắn có thể tu bổ. Một khi tu bổ, đối với luân hồi mộ địa cùng với ngươi đều vô cùng mấu chốt. Đoạn Lô Nhân lên tiếng. Diệp Thần nghe được Đoạn Lô Nhân nói tiếng nói, con người đông lại một cái. Xem ra Đoạn Lô Nhân để cho hắn chụp lại cái này không trọn vẹn thái cổ hư thật quyết là có lý do. Hoa Hạ cùng với Côn Lôn hư người bất kỳ đều không cách nào tu bổ, nhưng là ngoài ra một tòa mộ bia bên trong đại năng có thể tu bổ. Đây cũng là Đoạn Lô Nhân dựa vào. Bất quá đầu nhi, chuyện này cũng không gấp, chờ một hồi nghe ta chỉ thị. Được. Mà Diệp Thần đưa mắt rơi vào trên đài, bởi vì mới tinh vật đấu giá đi ra. Một khối này áo giáp, là sắp hóa thuồng luồng hắc bạo cuồng mãng trên mình nơi lấy, chính là luyện chế bảo vệ cái và bảo vật không hai lựa chọn. Hắn giá trị, ta muốn chư vị hẳn rõ ràng. Đây cũng là hôm nay giao dịch bảo đại hội, linh dược, tư nguyên cuối cùng một kiện đè dương bảo vật. Cơ hội không thể mất, mọi người có thể đừng bỏ qua nha. Chỉ bị đưa đến trên đài vậy một khối áo giáp, cô gái dí dỏm nói. Liếc mắt đưa tình, vậy một cái ánh mắt, để cho bao nhiêu người thần hồn điên đảo. Sắc bén lóe lên, khí lạnh bay lên. Phục hồi tinh thần lại, thấy rõ ràng trên đài vậy một khối áo giáp, vô số người trợn mắt hốc mồm. Sắp hóa thuồng luồng hắc bạo cuồng ra chăn giáp, chỉ một nhìn qua liền có thể cảm nhận được bất phàm. Lần này, vô số người ánh mắt chích nóng lên. Giá khởi đầu, 500 linh thạch, hiện tại bắt đầu. Theo cô gái một nện rơi xuống, đấu giá bắt đầu. 800 linh thạch, 900, 1.000. Để cho tất cả mọi người đều không ngờ tới chính là, một khối này áo giáp theo đấu giá bắt đầu, hiện ra bầu không khí, trong nháy mắt giết không trọn vẹn thái cổ hư thực đan. Ước chừng ba người kêu giá, giá cả cũng đã đột phá 1.000 linh thạch, cái này làm cho vô số người mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, trước lúc này, một mực giữ yên lặng mấy cái phòng riêng, vậy đều có động tĩnh. 1.003. Huyết Minh phòng riêng bên trong truyền đến Huyết Phong Hoa thanh âm. Ha ha, Huyết Phong Hoa, thái cổ hư thực đan ngươi chưa từng bắt lại, bây giờ muốn tranh đoạt bảo vật này. Đáng tiếc, lần này ta sẽ không để cho ngươi. 1.500. Kỷ gia phòng riêng bên trong, một cái người đàn ông trung niên cười nói. 1.800. Huyết Phong Hoa mặt không cảm giác. 2.000. Kỷ gia cắn chặt không buông. 2.002. Nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, số 3 phòng riêng, người thần bí gia nhập tranh đoạt. 2.500. Huyết Phong Hoa cắn răng nghiến lợi. 2.500 linh thạch, cái giá cả này, đã để cho bên trong đại sảnh những cái kia người bình thường cảm giác tựa như ảo mộng. 2.500 linh thạch, đây là khái niệm gì? Ở Côn Lôn hư đủ để nuôi hết mấy tông môn nhỏ. Ha ha, Diệp tiên sinh, chúng ta được lợi lớn. Phòng riêng bên trong, mạo hiểm vô cùng bắt lại thái cổ hư thực đan Thẩm Thạch Khê còn chưa kịp hưng phấn, chính là bị hắc bạo cuồng mãng áo giáp cao cách cho kinh được trợn mắt hốc mồm. Diệp tiên sinh, Huyết Minh người cũng sắp điên rồi. Bọn họ nếu như biết cái này hắc bạo cuồng ra chăn giáp là ngươi, còn không biết có phải hay không muốn điên đâu. Nhìn Huyết Minh còn đang không ngừng đấu giá, Thẩm Thạch Khê cười nói. Tiếp tục xem. Nghe Thẩm Thạch Khê mà nói, Diệp Thần cũng là mặt tươi cười. Hắn biết hắc bạo cuồng mãng giá trị văn hoa, dẫu sao đây chính là Trần Thiên Lê nhận chứng bảo bối. Nhưng là, bây giờ hiện ra giá trị, có một cái chớp mắt như vậy gian để cho Diệp Thần cũng tâm kinh đảm khiêu. Quả nhiên là không giống bình thường. Món bảo vật này, bây giờ đưa tới phòng riêng bên trong, các phe nhân viên chú ý, giá cả khẳng định không dứt 2.500 linh thạch. Trên thực tế, cũng đúng như Diệp Thần nơi liệu, cuối cùng, hắn vậy thậm chí coi là không được hoàn chỉnh nửa khối hắc bạo cuồng ra chăn giáp, bị số 3 bao xương người thần bí,
lấy 3.500 linh thạch đoạt lấy. Như vậy giá cả, để cho người giống như rơi vào trong sương mù, khó tin. Cho đến bụi bặm lắng xuống, rất nhiều người thậm chí cũng một mặt mờ mịt. Được, bây giờ, hôm nay giao dịch bảo đại hội giai đoạn thứ nhất linh dược và tư nguyên giao dịch bảo đã kết thúc. Chúc mừng Hắc Bạo Cuồng ra chăn giáp lấy 3.500 linh thạch rút ra được đầu trù. Tiếp theo, chúng ta đem tiến vào cái kế tiếp giai đoạn, bí tịch, công pháp, vũ kỹ và bảo vật giao dịch bảo đại hội, tiếp theo ra sân kiện thứ nhất là. Đợi chừng chốc lát, cho đến trận không khí bên trong dần dần lắng xuống, cô gái tiếp tục nói. Cái kế tiếp giai đoạn giao dịch bảo đại hội, bắt đầu. Diệp tiên sinh, 3.500 linh thạch à. Huyết Minh lần này sợ là phải tức chết, bất quá thần bí nhân kia rốt cuộc là ai? Một hơi cầm ra 3.500 linh thạch, cái này không được à? Thẩm Thạch Khê mặc dù là Vạn Kiếm Tông một vị trưởng lão, ở Lạc Kiếm Tông loại này tông môn nhỏ trong mắt tự nhiên tôn quý, nhưng là ở bên trong tông thân phận chỉ có thể nói vậy. Cái này 3.500 linh thạch hắn căn bản lấy ra. Cũng may Diệp tiên sinh cũng như bảo này vật. Ở hắn xem ra, vật này tất nhiên là Vạn Đạo Kiếm Tôn đưa cho hắn, nếu không lấy Diệp tiên sinh cảnh giới rất khó bắt lại Hắc Bạo Cuồng Mãng. Phía dưới hội đấu giá còn đang tiến hành, Thẩm Thạch Khê và Diệp Thần nhưng là đã không có tâm tư tiếp tục chú ý. Đối với bọn họ mà nói, giao dịch bảo đại hội đã kết thúc. Thái cổ hư thực đan được như nguyện bắt được, Diệp Thần đấu giá, lại là lấy được giá trên trời hồi báo. Còn có cái gì so với cái này càng làm cho người hưng phấn? Số 3 bao xương người, chỉ sợ là lớn người tông môn, bất quá cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Tiếp tục xem một chút đi, kế tiếp đấu giá mới thật sự là cao chiều. Thẩm Thạch Khê cười nói. Trận thứ 2 giao dịch bảo đại hội, nhưng mà dùng võ kỹ, công pháp, bí tịch, pháp bảo làm chủ. Giá trị của những thứ này mới là khủng bố. Chân chính cá sấu, lúc này mới tính là bắt đầu hoạt động chứ. Diệp Thần con ngươi híp lại. Kế tiếp hội đấu giá đúng như Diệp Thần nơi liệu, xuất sắc lộ ra. Công pháp, bí tịch, võ, pháp bảo. Những thứ này, có thể không phải là người tầm thường có thể tùy tiện lấy được. Bán đấu giá giá cả ổn định đi cao, thế lực khắp nơi bắt đầu đấu võ. Ngay cả là Huyết Minh như vậy thế lực kế tiếp hội đấu giá chính giữa lại cũng là không chiếm được chút tiện nghi nào. 5.000 linh thạch, 6.000 linh thạch, không nói ở đây. Cuối cùng một bản, lấy 13.000 linh thạch đồng ý, hội đấu giá rơi xuống màn che. Điên thật rồi, 13.000 linh thạch à. Cho dù hôm nay Huyết Minh, dốc hết gia sản, chỉ sợ cũng khó mà cầm ra nhiều linh thạch như vậy chứ. Nhìn phía xa số một phòng riêng, Thẩm Thạch Khê mặt đầy kinh ngạc. Hôm nay giao dịch bảo đại hội, coi như là để cho hắn chân chính mở rộng tầm mắt. Hắn thật ra thì còn buồn bực mấy phần. Dẫu sao Côn Lôn Hư cử hành mấy trận giao dịch bảo đại hội cũng không có chân quý như vậy vật. Chẳng lẽ Hoa Hạ núi Côn Lôn còn có chỗ gì đặc biệt? Thật ra thì, nào chỉ là Thẩm Thạch Khê mở rộng tầm mắt. May là Diệp Thần, vậy được ích lợi không nhỏ. Một chàng Hoa Hạ núi Côn Lôn hội đấu giá, để cho Diệp Thần cảm giác được mình giống như ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Vậy Côn Lôn Hư lớn nhất giao dịch bảo đại hội, lại sẽ là bực nào thịnh cảnh? Cái thế giới này lại sẽ bực nào xuất sắc? Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia thành tựu xuất sắc. Đối với con đường phía trước, Diệp Thần càng phát ra khát vọng. Đối với thế giới không biết, Diệp Thần tràn đầy ước mơ. Bất quá dưới mắt, tìm được Huyết Minh người, cứu ra phụ thân mới là mấu chốt. Chúng ta đi. Ước chừng qua một lúc lâu, nhìn đám người bắt đầu tản đi, Diệp Thần hít sâu một hơi nói. Ừ. Dưới mắt Huyết Minh hẳn còn có động tác, chúng ta không bằng theo sau xem. Thẩm Thạch Khê trong mắt híp lại, nhàn nhạt nói. Hai người hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Huyết Minh phòng riêng bên trong, Huyết Phong Hoa mang Huyết Minh đoàn người, sắc mặt âm lãnh nhanh chóng rời đi. Hôm nay Huyết Minh cơ hồ là không thể hấp thu. Trừ bắt được mấy bụi coi như không tệ linh dược và một cái tầm thường pháp bảo ra, Huyết Minh lại không thu hoạch. Bọn họ coi trọng thái cổ hư thực đan, ở giây phút sau cùng bị Diệp Thần và Thẩm Thạch Khê nửa đường tiệt hồ. Bọn họ coi trọng chân quý áo giáp, lại là Diệp Thần thừa vật, may là như vậy, cuối cùng Huyết Minh vẫn không có mua. Còn như sau đó,
một bản tốt võ. Huyết Minh có thể nói là tốn sức toàn lực, ra giá đạt tới 7.000 linh thạch, nhưng mà, cuối cùng như cũng bị người lấy 8.000 linh thạch cưỡng ép lấy đi. Có thể tưởng tượng được, Huyết Minh người, bây giờ là một cái tâm tình gì? Cho đến Huyết Phong Hoa đoàn người biến mất ở trong tầm mắt, Diệp Thần mang Thẩm Thạch Khê hướng phòng riêng chi đi ra ngoài. Ra giao dịch bảo phòng khách, Diệp Thần cùng Thẩm Thạch Khê chạy thẳng tới lầu 2 giám bảo phòng đi. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Thẩm Thạch Khê thấy lần nữa trước là bọn họ giám bảo ông già. Tiền bối, chúng ta tới. Nhìn ông già Diệp Thần hơi thi lễ. Không tệ, ha ha. Xem ra lần này các người thu hoạch rất phong phú. Đây cũng là các người đấu giá được vật phẩm và đấu giá được linh thạch. Nhìn Diệp Thần, ông già cười một tiếng hỏi. Ở ông lão chủ trì dưới, rất nhanh giao dịch xong. Lần này giao dịch bảo đại hội, Thẩm Thạch Khê đấu giá 3 kiện vật phẩm, khấu trừ tiền phí tổn sau đó, lấy được 893 cái linh thạch. Mua một quả thái cổ hư thực đan, hao phí 1.700 linh thạch. Còn như Diệp Thần bên này, đấu giá hắc bạo cuồng ra chăn giáp. Lấy được 3.500 linh thạch, khấu trừ tiền phí tổn, cuối cùng thu vào hơn 3.000 linh thạch. Cái này có thể nói là một khoản tài sản kết xù. Chỉ bất quá, Diệp Thần cuối cùng cầm tới tay nhưng là chỉ có chính là 25 cái linh thạch. Nguyên nhân chính là bởi vì Diệp Thần ở sau hội đấu giá chính giữa, đấu giá thu được một cái dược đỉnh, một chuôi linh kiếm. Một bụi linh dược, cái này 3 kiện đồ, giá trị văn hoa. Bách Thảo Đỉnh đã làm tổn hại, dưới mắt hắn cần một tôn càng cường đại hơn Dược Đỉnh. Vỗ được Dược Đỉnh tên là Nam Linh Đỉnh. Nghe nói là ngàn năm trước Nam Linh Đạo người sử dụng qua bảo bối. Diệp Thần không nhận biết cái gì Nam Linh Đạo người, nhưng là Dược Đỉnh kia hơi thở và phẩm cấp cũng rất tốt, vượt xa Bách Thảo Đỉnh. Giao nhận xong, xác nhận không có lầm, Diệp Thần không chút khách khí đem đồ toàn bộ thu nhập trong ngực. Xoay người chính là chuẩn bị rời đi. Hai vị chờ một chút. Nhưng mà, bất đồng Diệp Thần và Thẩm Thạch Khê đi ra cái này gian giám bảo phòng ông già nhưng là đột nhiên mở miệng hô. Không biết tiền bối có gì phân phó. Nghe được lời của lão giả, Diệp Thần dò hỏi. Có cái không mời tình, lão phu không biết nên nói như thế nào lối ra. Ông già mặt già đỏ lên. Không nói ta liền đi. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Dịch bảo các ở chỗ này người phụ trách, đã từng thiếu Kỷ gia một cái ân huệ. Mà bây giờ, Kỷ gia có một vị tiểu thư đối với hai vị khá cảm thấy hứng thú, không biết hai vị phải chăng có thể nể mặt, đến sau thính một tự. Chỉ cần có thể đi, dịch bảo các liền thiếu hai vị một cái ân huệ, sau này, các người muốn dịch bảo các bất kỳ đồ, chúng ta đều nguyện ý vì ngươi cửa tranh thủ. Ông già ngượng ngùng nói. Kỷ gia tiểu thư. Nghe được lời của lão giả. Diệp Thần và Thẩm Thạch Khê nhìn nhau, cũng từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Diệp Thần càng là đặc biệt là thịnh. Kỷ gia tiểu thư, chẳng lẽ là Kỷ Tư Thanh, vẫn là Kỷ Lâm. Mình Dịch Dung chẳng lẽ bị phát hiện. Không đúng, cái này hai người hẳn ở tông môn tu luyện, bây giờ lúc này căn bản không có thể đi ra. Chẳng lẽ là Kỷ gia những người khác. Dẫu sao Côn Lôn hư Kỷ gia nhưng mà gia tộc cao cấp, chi nhánh đông đảo. Hôm nay, nàng muốn cùng mình gặp mặt, chỉ sợ sẽ không có chuyện gì tốt. Diệp Thần lại là trong lòng lộp bộp một chút, một loại trực giác mãnh liệt, nói cho Diệp Thần vậy cái gọi là Kỷ gia tiểu thư, chỉ sợ là hướng về phía mình bán đấu giá linh xà áo giáp mà đến. Ta xem tính, giao dịch bảo kết thúc, chúng ta lại không bảo vật. Kỷ gia tiểu thư cùng chúng ta gặp nhau, chỉ sợ vậy không cách nào có được cái gì. Hôm nay, bọn ta còn có chuyện quan trọng trong người. Đi trước cáo từ. Sau một hồi trầm mặc, Diệp Thần trực tiếp nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn mang Thẩm Thạch Khê chính là dự định trực tiếp rời đi. Hai vị thật đúng là nóng lòng đây. Làm sao, còn sợ ta sẽ ăn ngươi phải không? Hoặc là lo lắng ta ở dịch bảo các giết người cướp của. Một điểm này các người ngược lại có thể yên tâm, dịch bảo các buôn bán thành tín, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Nếu không như thế nào truyền thừa dù sao cũng năm, đừng nói TQ, coi như là Côn Lôn hư bên trong, chỉ sợ là không có so dịch bảo các càng nơi an toàn. Chỉ tiếc, Diệp Thần bọn họ muốn phải lập tức rời đi ý tưởng, nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Ngay tại Diệp Thần và Thẩm Thạch Khê xoay người đang lúc,
dám bảo cửa phòng lần nữa mở ra. Từ bên ngoài vào một đạo vóc người uyển chuyển thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn qua, bất quá tới tuổi 20, da trắng nõn nà hai tròng mắt như tháng, thân hình nhỏ hết sức. Một đầu tóc dài đen nhánh kết hoàn tại đỉnh xõa vai xuống, khinh long chậm niêm tóc mây bên trong kẹp trước tinh xảo tao nhã, nhưng cũng không chói mắt phát đồ trang sức. Giờ phút này, thiếu nữ ăn mặc một bộ màu xanh biếc tự nhiên váy đầm dài, trên tay mang một chùm tinh xảo vòng tay, eo hệ giải chỉ bạc tuyến thêu cái ví. Tiến vào bên trong nhà, thiếu nữ tò mò nhìn chằm chằm Diệp Thần và Thẩm Thạch Khê nhỏ cẩn thận quan sát, linh động hai tròng mắt, thật giống như quan sát cái gì, toàn bộ cho người một loại linh động hoạt bát cảm giác. Không thể không nói, chợt vừa nhìn thấy thiếu nữ này, Diệp Thần trước mắt không khỏi được sáng lên. Đáng tiếc không phải Kỳ Lâm, càng không phải là Kỳ Tư Thanh. Bất quá xem hình dáng, ngược lại là và Kỳ Tư Thanh có mấy phần giống nhau. So với dung nhan, người này tuy đẹp, lại cùng Kỳ Tư Thanh kém không phải một điểm nửa điểm. Ngươi chính là Kỳ gia tiểu thư. Phục hồi tinh thần lại, Diệp Thần dò hỏi. Hì hì, ngươi nói sao? Thiếu nữ dí dỏm chừng mắt nhìn hỏi ngược lại. Giơ tay nhấc chân bây giờ, hiện ra hết sang trọng hoa lệ khí. Mơ hồ bây giờ, thậm chí thấm ra một tia cùng nàng tuổi tác cũng không tương xứng diêm dúa lòe loẹt tư thái. Không biết ngươi tìm ta hai người, có gì phân phó? Diệp Thần nhướng mày một cái, hỏi. Ngươi người này thật đúng là, chẳng lẽ không có sao liền không thể tìm ngươi sao? Thiếu nữ cười híp mắt nói. Nếu như không có sao, ta hai người liền đi trước một bước. Diệp Thần lạnh lùng nói. Cô gái này nhất định sẽ có mưu đồ, tiếp tục đợi ở bên này, chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Không biết vì sao, thiếu nữ phân minh nhìn như vô hại, nhưng Diệp Thần nhưng mơ hồ cảm giác bất an. Cô gái này, muốn đến vô cùng không đơn giản. Kỳ gia quan hệ phức tạp, hắn sẽ không bởi vì đối với Kỳ Tư Thanh và Kỳ Lâm có hảo cảm mà chiếu cố đối phương cảm thụ. Diệp Thần dự định mau rời khỏi nơi đây. Người người này thật là không thú vị, tốt lắm, ta cũng không vòng vo. Vậy hắc bạo cuồng mãng áo giáp là của ngươi chứ? Không biết ngươi hay không còn có hắc bạo cuồng mãng gân mạch? Ta biết, vậy sắp hóa thuồng luồng linh xà, trừ áo giáp ra, còn có một cái hơn nữa chân quý gân mạch. Nếu như ngươi có, ta nguyện ra giá cao thu mua. Giá cả, ngươi có thể tùy tiện mở. Mắt thấy Diệp Thần không cùng mình trò chuyện đại đà coi là, thiếu nữ bĩu môi một cái, lộ ra một tia lười biếng hơi thở, xoay người lại đến cái ghế một bên ngồi xuống, nhìn Diệp Thần trực tiếp hỏi. Hắc bạo cuồng mãng gân mạch. Diệp Thần trong lòng nhảy một chút. Quả nhiên như mình mơ hồ suy đoán như vậy, là bởi vì là hắc bạo cuồng mãng nguyên nhân, thiếu nữ này mới sẽ tìm tới mình. Không có, vậy áo giáp ta bất quá bất ngờ nơi được. Nhưng là không có vật gì khác nữa. Diệp Thần trực tiếp nói. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Hắc bạo cuồng ra chăn giáp cầm ra, là Diệp Thần chớ không có cách nào khác. Bây giờ hắc bạo cuồng mãng gân mạch, Diệp Thần nhưng là sẽ không dễ dàng lấy ra. Thứ này giá trị đứng sau mật rắn. Để cho ngươi thất vọng. Nghĩ tới đây bên, Diệp Thần thở dài một cái. Sau đó, hắn lại cũng không có chần chờ. Càng không có cho thiếu nữ và ông già cơ hội, mang Thẩm Thạch Khê, bước nhanh hướng giám bảo phòng chi đi ra ngoài. Người người này, cho đến Diệp Thần đi ra giám bảo phòng, thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn một quyết, bất mãn hừ một tiếng. Hừ, ngược lại là hai cái người thú vị, thuật dịch dung trình độ không tệ. Phúc bá, giúp ta tra được hắn thân phận, trên người hắn nhất định sẽ có linh xà gân mạch. Cho đến Diệp Thần bóng người biến mất ở thiếu nữ trong tầm mắt. Khóe miệng nàng lộ ra một tia có nhiều thú vị nụ cười, nhìn bên người ông già lấy giọng ra lệnh phân phó nói. Nàng cũng muốn xem, cái đó cầm đầu coi thường người mình, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tiểu thư, cái này không hợp quy củ đi. Giữ ta nói làm. Cái cụ già này mặc dù là dịch bảo các người, nhưng là xuất từ Kỳ gia. Nàng tự nhiên có thể ra lệnh. Ta tận lực. Nếu như bị dịch bảo các phía trên người phát hiện vậy thì phiền toái. Dịch bảo các lầu 1. Diệp Thiên Sinh, ngài nói cô đó thật là Kỳ gia tiểu thư. Nàng nói hắc bạo cuồng mãng gân mạch ngài thật không có. Nhìn Diệp Thần, Thẩm Thạch Khê tò mò dò hỏi. Nàng có phải hay không Kỳ gia tiểu thư, ta không quan tâm. Cái này dịch bảo các,
vô cùng thần bí, ai biết nàng phía sau màn đứng cái gì cường giả. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng. Mới vừa rồi đối mặt cái đó nhìn như vô hại thiếu nữ, Diệp Thần cảm nhận được nguy cơ vô cùng chân thiết. Đây là Diệp Thần chưa bao giờ có cảm giác. Đối mặt như vậy một người cô gái, Diệp Thần sao dám khinh thường. Còn như hắc bạo cuồng mãng gân mạch, quả thật là đồ tốt, bây giờ đang ở trên người ta, nhưng là, ta sẽ không cho nàng. Nửa khối linh xà áo giáp, còn giá trị 3.500 linh thạch, cái này gân mạch lại là giá trị bao nhiêu? Hừ, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, liền khó mà nói. Diệp Thần cười lạnh nói. Cũng phải, vẫn cẩn thận một ít tốt. Thẩm Thạch Khê gật đầu một cái. Hắn thậm chí coi trọng Diệp Thần mấy phần. Người bình thường thấy Kỷ Gia phỏng đoán đều phải nịnh hót mấy phần, nhưng là Diệp tiên sinh nhưng không có chút nào nịnh bợ dự định, lại là trực tiếp cự tuyệt. Nếu như bị người ngoài biết, tất nhiên kinh điệu cằm. Bất quá Diệp Thần thân phận cao quý vô cùng, lại là Vạn Kiếm Tông sư tôn. Sau lưng có thượng cổ đại năng chấn giữ, Kỷ Gia lại coi là cái gì? Chỉ cần cho hắn thời gian. Côn Lôn Hư nói không chừng sẽ giống như Hoa Hạ như nhau ngang trời xuất thế một cái Diệp gia. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, ngài mới vừa rồi mua dược đỉnh, lại bắt lại đan dược, sẽ không muốn luyện đan chứ? Côn Lôn Hư, luyện đan sư mặc dù địa vị cao quý. Nhưng là, mỗi một cái luyện đan sư đều là thế lực khắp nơi nhân vật trọng yếu. Bọn họ cũng đều là đạt được các phe thế lực giúp đỡ. Cho tới bây giờ không có một người có thể dựa vào mình thành là luyện đan sư. Ngươi, chẳng lẽ muốn? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thẩm Thạch Khê sắc mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần hỏi. Muôn vàn thế giới, đại đạo 3.000, tiểu đạo vô số. Con đường võ đạo, từ từ đường dài, đi qua dù sao cũng năm, dần dần diễn sinh ra liền mấy loại người đặc thù nhóm. Luyện chế đan dược luyện đan sư, vẽ phù văn linh phù sư. Còn có luyện chế trận pháp sư. Đây không thể nghi ngờ là nhất có đại biểu cũng là khổng lồ nhất ba loại người nhóm. Những người này, thực lực siêu quần, những người này địa vị cao cả, những người này được tôn trọng. Đây cũng là vô số người khát vọng trở thành đám người. Đáng tiếc, muốn thành là loại người này nhóm, trả giá cao bực nào to lớn. Tuyệt không phải người bình thường nơi có thể làm được. Bọn họ sau lưng cần phải có khổng lồ thế lực thành tựu chống đỡ mới được. Hôm nay Diệp Thần, hắn đứng sau lưng Vạn Đạo Kiếm Tôn đúng là không sai. Nhưng là Vạn Đạo Kiếm Tôn cường đại kiếm kỹ và thực lực chiến đấu, những đại nhân vật kia vậy chỉ biết nghiêm túc làm một chuyện. Côn Lôn Hư có thể không có gì toàn năng nhân vật, nếu như không dốc lòng tu luyện một môn, chỉ biết mọi thứ không tinh. Quay đầu lại, đối với tu vi vậy có ảnh hưởng rất lớn. Hắn không hy vọng Diệp Thần đi như vậy con đường. Vạn Đạo Kiếm Tôn đồ, đủ để cho Diệp Thần được lợi suốt đời. Nếu như lại luyện đan, chỉ biết phân tâm, lãng phí thiên phú và tài hoa. Ta chẳng qua là đối với luyện đan cảm thấy hứng thú mà thôi. Diệp Thần trong mắt tinh quang chớp mắt, dừng một chút, tiếp tục nói, vậy một cái dược đỉnh, đừng xem phong cách cổ xưa cũ nát, nhưng là, cũng rất thích hợp ta. Hơn nữa giống vậy đồ căn bản không biết xuất hiện ở giao dịch bảo đại hội. Mà vậy linh kiếm, nhưng là ta mẫu thân chuẩn bị. Giá cả cao hơn nữa ta cũng sẽ bắt lại. Nói đến đây bên, Diệp Thần khá là cảm khái. Ở cái thế giới này người mạnh là vua, nhiều tài nguyên, tập trung ở số người cực ít trong tay. Người bình thường muốn có được tài nguyên, biết bao khó khăn. Còn như cho tới bây giờ không có một người có thể dựa vào mình thành là luyện đan sư. Ta còn thật muốn đánh phá cái này những ràng buộc. Nói đến luyện đan sư, Diệp Thần trong mắt thiêu đốt thịnh vượng ý chí chiến đấu. Hắn đã chuẩn bị mở ngoài ra một tòa mộ bia. Một mặt vì Đoạn Lôi Nhân, mặt khác liền là vì mình thuật luyện đan. Thuật luyện đan của hắn cùng với Hoạt Tử Nhân Nhục Bạch Cốt Hy thuật ở Hoa Hạ coi là lên đứng đầu, nhưng là nếu như dõi mắt Côn Lôn Hư. Vậy thì nhỏ bé mấy phần. Thậm chí bây giờ tự mình luyện chế đan dược cũng sắp không theo kịp hắn đột phá cảnh giới. Trải qua càng nhiều, Diệp Thần vượt có thể cảm nhận được đan dược tầm quan trọng. Hôm nay có cơ hội, Diệp Thần hy vọng bắt. Diệp tiên sinh, cái này. Nghe được Diệp Thần mà nói, không nghĩ tới hắn thật đúng là muốn thành là luyện đan sư, Thẩm Thạch Khê không biết nên nói cái gì. Nhất là cảm nhận được Diệp Thần kiên định quyết tâm.
Thẩm Thạch Khê cuối cùng chỉ có thể than thở một tiếng. Đối phương thân phận là sư tôn của hắn, sư tôn quyết định, hắn tự nhiên không thể phản bác. Nếu không sư tôn giận dữ, hắn ở Vạn Kiếm Tông trưởng lão chức vị phỏng đoán đều không đảm bảo. Ngay tại hai người tán gẫu hết sức, mấy đạo thân ảnh lần nữa xuất hiện ở bọn họ tầm mắt. Chính là người Huyết Minh. Cầm đầu chính là Huyết Phong Hoa. Chỉ bất quá Huyết Phong Hoa bắt được vật bán đấu giá sau đó cũng không có thời gian đầu tiên rời đi, mà là hướng Dịch Dung Diệp Thần và Thẩm Hải Hoa đi tới. Chán bây giờ có chút không tốt. Thẩm Hải Hoa cảm giác được không đúng, nhẹ giọng nói, Diệp Thiên Sinh, xem ra những thứ này Huyết Minh người hẳn biết là chúng ta vỗ xuống Thái Cổ Hư Thực Đan, dẫu sao chúng ta mới vừa từ nơi đó đi ra, người sáng suốt ngẫm nghĩ mấy phần, vẫn có thể đoán được. Bất quá Diệp Thiên Sinh yên tâm, đám người này quả quyết không thể nào nhận ra được ngươi thân phận. Diệp Thần không hoảng hốt chút nào, nhàn nhạt nhìn đâm đầu vào người Huyết Minh. Thậm chí ánh mắt bên trong mang một tia giết hại. Hắn và Huyết Minh đã sớm không chết không thôi, bỏ mặc đám này người Huyết Minh và hắn có hay không mâu thuẫn, cùng ra nơi này, hắn tất nhiên sẽ ra tay chém chết. Có Thẩm Thạch Khê ở bên cạnh, hơn nữa Đoạn Lôi Nhân trợ giúp, sẽ không quá khó khăn. Huyết Phong Hoa bước chân dừng lại, lạnh mâu ngưng mắt nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, nhưng mà ngươi vỗ xuống Thái Cổ Hư Thực Đan. Huyết Phong Hoa nói giọng mang trước không thể nghi ngờ giọng. Mặc dù không biết Diệp Thần lai lịch, nhưng là Diệp Thần bên người chỉ có một ông già, phòng riêng vị trí cũng là vậy. Loại người này ở Côn Lôn Hư sẽ không có cái gì lớn bối cảnh. Ở chỗ này, hắn tự nhiên sẽ không mạnh lấy đoạt tiền Diệp Thần Thái Cổ Hư Thực Đan. Hắn muốn Diệp Thần chủ động dâng ra Thái Cổ Hư Thực Đan. Đây cũng là Huyết Minh oai. Nếu như không cho phép, vậy thì đừng bước ra nơi đây. Nếu không sinh tử có số. Ngay tại Huyết Phong Hoa chắc chắn Diệp Thần sẽ dâng ra Thái Cổ Hư Thực Đan thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên rơi xuống, liên quan ngươi à? Cút sang một bên. Lời này vừa nói ra, Huyết Phong Hoa sắc mặt đại biến. Những cái kia sau lưng hắn Huyết Minh cường giả từng cái lộ ra sát cơ. Thật là tự tìm cái chết. Huyết Phong Hoa cười một tiếng, nụ cười khá là dữ tợn, tiểu huynh đệ, không biết xưng hô như thế nào, có thể sử dụng loại thái độ này đối đãi ta Huyết Phong Hoa người, ngươi là cái đầu tiên. Nói không chừng, rời đi cái này Dịch Bảo Các, ngươi chính là cái cuối cùng. Uy hiếp trắng trợn. Sau lưng Huyết Minh cường giả lại là vây lại. Mà giờ khắc này, Thẩm Thạch Khê hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, hơi thở thả ra ngoài, thanh âm lạnh như băng vang khắp, Diệp Tiên Sinh nhưng mà các người có thể tùy tiện biết tên chữ. Các người như muốn động thủ, vậy phải xem ta có đáp ứng hay không. Thẩm Thạch Khê cảnh giới cũng không yếu, trong nháy mắt, những cái kia người Huyết Minh liền đổi sắc mặt. Dù là Huyết Phong Hoa cũng là hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Diệp Thần. Diệp Tiên Sinh. Bên người còn có siêu phàm cảnh cường giả bảo vệ, chẳng lẽ mình nhìn lầm? Cố nhiên như vậy, hắn vẫn là đưa tay ra, nhàn nhạt nói, như thế khẩn trương là làm gì, ta Huyết Phong Hoa thích kết bạn, Huyết Minh ở Côn Lôn Hư địa vị các người hẳn biết chứ. Thật bất ngờ, Diệp Thần trực tiếp đem Huyết Phong Hoa tay đẩy ra, bắt tay thì không cần, ta sợ giơ tay ta. Và Huyết Minh bắt tay. Đối với Diệp Thần mà nói, cả đời cũng không thể. Tự tìm cái chết. Huyết Phong Hoa hoàn toàn bị chọc giận. Hắn ở Huyết Minh địa vị không thấp, Hoa Hạ núi Côn Lôn cũng hoặc là Côn Lôn Hư cường giả, không nói 100%, chí ít 70% người cũng phải cẩn thận hầu hạ hắn. Nhưng là mắt cái kế tiếp thằng nhóc chưa dứt sữa, lại mẹ hắn là thứ gì? Dám cự tuyệt hắn. Diệp Tiên Sinh. Lá cái họ này trừ cái đó gia tộc người trở ra, hắn không có cái gì có thể kiêng kỵ. Thằng nhóc này lại xuất hiện ở Hoa Hạ núi Côn Lôn, nhất định không thể nào là cái đó gia tộc người. Có cái gì tư cách loại thái độ này? Cao ngạo. Thật mẹ hắn lấy là mình là một nhân vật. Nếu như không phải là nơi này có cường giả trấn thủ, hắn đã sớm ra tay tháo xuống cái này không biết sống chết tiểu tử đầu lâu. Ở nơi này gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây lúc đó, một đạo ánh sáng màu vàng chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Phòng khách tất cả mọi người diễn cảm biến đổi. Cho dù là Huyết Phong Hoa cũng giống như vậy. Hắn không để ý tới đối phó Diệp Thần, hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc, ta nhớ ngươi.
lại cho ngươi mấy giờ mạng sống cơ hội. Ta hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra nơi đây. Dứt lời, hắn liền và huyết minh cường giả cùng nhau hướng tia sáng ngọn nguồn phóng tới. Không chỉ huyết phong hoa, tất cả người ở chỗ này cũng hướng cái hướng kia lao đi. Toàn bộ phòng khách chỉ còn lại Diệp Thần và Thẩm Thạch Khê. Diệp Thần nhìn lướt qua cái hướng kia, hiếu kỳ nói, đám người này đi làm cái gì? Thẩm Thạch Khê trên mặt có chút kích động, hơi có vẻ dồn dập giọng nói, Diệp tiên sinh, ta ở kinh thành Diệp ra thời điểm và ngươi nhắc qua, và buổi đấu giá này cùng xuất hiện còn có thần bí phòng tu luyện. Tia sáng này chính là dịch bảo các phòng tu luyện mở, đây cũng là dịch bảo các đối với tất cả người tham gia quà tặng, chỉ bất quá cái này phòng tu luyện, không phải người bình thường có thể tiến vào. Chỉ có đại cơ duyên người mới có cơ hội. Này phòng tu luyện lại kêu ngưng hồn đài, nhưng thật ra là dịch bảo các chủ lấy được một tôn bảo vật, núi Côn Lôn chỗ này ngưng hồn đài mặc dù và chủ ngưng hồn đài chênh lệch rất lớn, nhưng là đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói đều là to lớn cơ duyên. Những người đó sở dĩ chạy nhanh như vậy, hẳn chính là nguyên nhân này. Diệp Thần bừng tỉnh, nhìn một cái huyết phong hoa phương hướng, cũng là và Thẩm Thạch Khê cùng nhau đi theo lên. Hai người xuyên qua phòng khách cùng với thật dài hành lang, đi tới ngưng hồn đài trước. Xung động. Đây là Diệp Thần đứng ở ngưng hồn đài trước, lớn nhất cảm giác. Cái này ngưng hồn đài, đài cao mấy chục trượng, trọn vẹn một khối, như núi cao đứng sừng sững. Đứng ở nó trước mặt, Diệp Thần các người chỉ cảm thấy một cổ khoáng đạt khí, bay ập vô mặt. Bất kỳ người tu luyện nào, ở nơi này một cổ khí thế trước mặt, cũng thoáng như con kiến hôi, nhỏ bé không chịu nổi. May là Diệp Thần, giờ khắc này cũng không khỏi được mất thần. Tựa như, giờ khắc này, đứng sừng ở Diệp Thần trước mặt, cũng không phải là một tòa ngưng hồn đài, mà là một cái uy nghiêm người khổng lồ, cường đại thần linh. Trong nháy mắt, Diệp Thần thân thể chỗ sâu nhất, tựa hồ có một cổ hơi thở muốn phá thể ra. Đây là luân hồi mộ địa động tĩnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, luân hồi mộ địa sẽ vào giờ khắc này chấn động lên. Loại cảm giác này rất quen thuộc, giống như ban đầu ở Giang Đạo Sơn, luân hồi mộ địa nhận ra được chấn hồn phá dương thạch vậy. Muốn chiếm làm của mình. Nhận ra được trong cơ thể đột nhiên sinh ra vậy một tơ cảm giác bất an. Diệp Thần thần sắc không khỏi được thay đổi một chút. Hắn đan điền, giờ khắc này bắt đầu tự chủ vận chuyển, quanh thân chân khí cuồn cuộn gầm thét, mơ hồ có mất khống chế trạng thái. Cảm nhận được một điểm này, Diệp Thần nơi nào còn dám khinh thường. Vội vàng cưỡng ép vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết, chấn áp trong cơ thể những cái kia bạo loạn chân khí. Ước chừng hồi lâu sau, không ổn tình huống, lúc này mới dần dần bị dưới sự khống chế tới. Hô! Nhẹ thở ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi Diệp Thần, hướng nhìn bốn phía. Phía trước, không ít người đã bước vào ngưng hồn trên đài, hai chân ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Hơi thở không ngừng phát ra. Thậm chí có một người tại chỗ có đột phá thời cơ. Đám người nhất thời hâm mộ mở. Chỗ này như thế lợi hại. Cái này làm cho không ngừng vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết. Mới để cho mình khôi phục lại bình tĩnh Diệp Thần, nhíu mày. Còn có luân hồi mộ địa lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái này luân hồi mộ địa cùng ngưng hồn đài bây giờ, có liên hệ gì không được? Diệp Thần càng phát ra nghi ngờ. Bây giờ, ngưng hồn đài mở, mọi người hẳn đều biết quy củ, ta cũng không nói nhảm, nhưng là có chuyện ta mạnh hơn điều một lần, ba ngày sau, ngưng hồn đài khép kín. Các người như không nói trước đi ra. Liền chỉ có bị kẹt chết ở trong đó. Đang Diệp Thần nghi hoặc không thôi lúc đó, bên tai truyền đến một cái ông lão tiếng cảnh cáo. Thanh âm này để cho Diệp Thần sắc mặt không khỏi được đông lại một cái, vội vàng thu hồi suy nghĩ, lại vậy không dám nghĩ tới càng nhiều chuyện. Hắn và Thẩm Thạch Khê không do dự nữa, theo cái này vậy quanh quẩn nấc thang, hướng ngưng hồn trên đài đi tới. Đi sâu vào ngưng hồn đài. Diệp Thần càng là có thể cảm giác đến vậy một cổ mênh mông hơi thở. Cái này một cổ hơi thở, cùng Diệp Thần luân hồi mộ địa bên trong hơi thở, tựa hồ khá làm tướng tựa như. Mà thân ở trong đó, may là Diệp Thần không ngừng áp chế, luân hồi mộ địa, tựa hồ vậy khó đi nữa bình tĩnh. Thân thể chỗ sâu nhất, phảng phất có một con cự thú muốn lao ra cũi. Bốn phương tám hướng, từng cổ một cường đại năng lượng khí tức. Đã hướng Diệp Thần tụ đến.
Biến hóa như thế, trong nháy mắt chính là hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Làm sao ngưng hồn đài linh khí cũng đã chạy tới nơi nào? Tên này ta biết, thật giống như mới vừa rồi cùng Huyết Phong Hoa ở đại sảnh tranh chấp trước cái gì, bên cạnh hắn người kêu hắn Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh, chẳng lẽ là Hoa Hạ gia tộc? Ta nghe nói Hoa Hạ ngang trời xuất thế một cái kêu là Diệp Thần thiên tài, không biết thằng nhóc này và vậy Diệp Thần có quan hệ thế nào? Có người mặc dù biết Diệp Thần, nhưng là thời khắc này Diệp Thần đã dịch dung, bọn họ tự nhiên không phát hiện được. Mau xem, hắn đã bắt đầu hấp thu ngưng hồn trên đài năng lượng, làm sao nhanh như vậy? Hừ, rốt nát người, cái này ngưng hồn trên đài, năng lượng là đạt tới hùng hậu. Nhưng là, chỉ dựa vào trước hấp thu năng lượng, muốn xông phá cảnh giới, thật là cười nhạo. Cái này ngưng hồn đài, tác dụng lớn hơn là ngộ đạo. Lĩnh ngộ thiên đạo. Đúng vậy, ngưng hồn đài phù hợp thiên địa, ẩn chứa thiên địa nghĩa sâu xa. Chỉ một hấp thu năng lượng, vậy leo lên ngưng hồn đài chính là quá mức lãng phí. Chỉ có chưa từng bước vào thần du cảnh người, mới có thể như vậy ngu xuẩn, rốt nát chứ. Thằng nhóc kia tu vi chỉ bất quá chân nguyên cảnh ba tầng, khó trách giống như kẻ ngu như nhau. Mắt thấy Diệp Thần bắt đầu hấp thu năng lượng, không kịp chờ đợi leo lên ngưng hồn đài ngồi xếp bằng. Chung quanh hắn những người tu luyện kia, trố mắt nhìn nhau. Có người châm chọc, có người khinh thường, có người âm thầm buồn cười, còn có người cười trên sự đau khổ của người khác. Diệp Thần, giống nhau lần nữa trở thành bên trong sân mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Huyết Phong Hoa và những cái kia người huyết minh tự nhiên vậy chú ý tới Diệp Thần. Mấy người cười nhạt liền liền. Ta còn tưởng rằng là nhân vật lớn gì. Nguyên lai là một cái gì cũng không hiểu phế vật mà thôi, phỏng đoán sau lưng vậy không có thế lực nào, đã như vậy, cùng ngưng hồn đài kết thúc liền đem thằng nhóc này làm, thái cổ hư thực đan vừa vặn hiến tặng cho chúng ta huyết minh. Ha ha, đại nhân anh minh, đến lúc đó trịnh trưởng lão mở một cái lòng, nói không chừng đại nhân địa vị lại phải tăng lên, đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta à. Huyết minh còn lại mấy vị cường giả đều bắt đầu thổi nâng lên tới. Huyết Phong Hoa nghe được những lời này, tâm tình coi như không tệ, gật đầu nói, đó là tự nhiên, bây giờ chúng ta đừng để ý thằng nhóc kia, an tâm lĩnh ngộ. Dạ, đại nhân, mà giờ khắc này Thẩm Thạch Khê nhưng là đứng, muốn khuyên gì, nhưng phát hiện Diệp Thần đã ở trong góc ngồi xuống, bắt đầu chìm vào tu luyện. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, phát hiện mình vẫn là coi trọng Diệp Thần mấy phần. Bất quá đối phương một mực ở Hoa Hạ cuộc sống và tu luyện, có chút Côn Lôn hư quy củ tự nhiên không biết. Thôi, ta liền là Diệp tiên sinh hộ pháp mấy phần đi. Thẩm Thạch Khê nhàn nhạt nói. Dẫu sao cái này ngưng hồn đài có chút không giống, tình huống đặc biệt, có thể động thủ. Diệp Thần tự nhiên bỏ mặc người ngoài ý tưởng, hắn cảm giác luân hồi mộ địa lại điên cuồng đang hấp thu nơi này năng lực. Nếu không phải tiến hành dẫn dắt và khống chế. Chỉ sợ trong cơ thể hắn vậy một cổ năng lượng một khi bùng nổ, không thể thu thập. Mà đối với Diệp Thần làm nơi là, người ở tại tràng, không khỏi trố mắt nhìn nhau, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hỏi do, ai tới đến ngưng hồn đài, sẽ như vậy không kịp đợi chìm vào tu luyện. Hơn nữa cũng chỉ là hấp thu ngưng hồn trên đài thiên địa khí. Diệp Thần cách làm, hiển nhiên để cho người không có thể tưởng tượng. Đối mặt chung quanh truyền tới từng cơn tiếng nghị luận, đám người bên trong, Kỳ gia vị nữ tử kia và Dịch Bảo các phúc bá nhưng là không khỏi được nhìn nhau, thần sắc khẽ biến. Ngay sau đó, phụ nữ kia không chần chờ chút nào, trực tiếp đi tới Diệp Thần bên người, thần sắc lạnh như băng, hướng người chung quanh nhìn. Bây giờ Diệp Thần, rất nguy hiểm. Đã có không ít người biết Diệp Thần là vỗ được thái cổ hư thực đan người. Thậm chí còn có người đoán được Diệp Thần là hắc bạo cuồng mãng cung cấp người. Không chỉ như vậy, nàng vậy chú ý tới Diệp Thần và huyết minh mâu thuẫn. Như vậy tính ra, người nơi này, ước chừng một nửa, cũng có lý do ra tay đối phó Diệp Thần. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể đủ an tâm? Nàng không phải là vì bảo vệ Diệp Thần, mà là vì hắc bạo cuồng mãng gân mạch. Nàng đặc biệt cần, nếu như vật này bị người khác cầm đi. Nàng hy vọng liền cao phá. Cho nên bất kể như thế nào, Diệp Thần nàng phải thủ. Thấy Kỳ gia tiểu thư vậy tràn đầy ánh mắt cảnh cáo, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại. Thẩm Thạch Khê cùng Kỳ gia tiểu thư một trái một phải,
bảo vệ Diệp Thần, người bình thường muốn ở chỗ này động thủ căn bản không có thể. Cục diện ngay lập tức vạn biến, nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, không ít người trố mắt nhìn nhau. Ai không cảm giác được trong không khí tràn ngập vậy một cổ mùi thuốc súng. Nghĩ tới đây, một số người theo bản năng hướng Huyết Phong Hoa các người nhìn. Hừ, nhận ra được bên người truyền tới ánh mắt, Huyết Phong Hoa hừ lạnh một tiếng. Ra người dự liệu, Huyết Phong Hoa cũng không ra tay trấn áp Diệp Thần, mà là nhắm mắt lại, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Đối với Huyết Phong Hoa các người buông tha trước mắt lớn cơ hội tốt, không ít người lộ ra nghi ngờ thần sắc. Phải biết, nếu như động thủ bây giờ mà nói, không thể nghi ngờ là đối phó thằng nhóc kia nhất cơ hội tốt. Nhưng mà những người này lại buông tha trước mắt cơ hội. Ngược lại là Diệp Thần cái này nhân vật chính, lúc này yên lặng đáng sợ. Rào 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 rào. Bên trong đan điền, chân khí lăn lộn, cửu thiên huyền dương quyết đang vận chuyển. Diệp Thần ý thức đã sớm chìm đến luân hồi mộ địa bên trong. Bước lên ngưng hồn đài thời gian đầu tiên, Diệp Thần trong cơ thể cửu thiên huyền dương quyết và luân hồi mộ địa, mơ hồ mất khống dấu hiệu. Cái này làm cho Diệp Thần không thể không mạo hiểm chìm vào tu luyện. Giờ phút này, luân hồi mộ địa bên trong, mưa gió phun trào. Diệp Thần ý thức yên lặng trong đó, như muối bỏ biển, theo gió phiêu lãng. Bốn phía chân khí, tựa hồ cảm nhận được kêu gọi, điên cuồng tràn vào luân hồi mộ địa. Mộ bia trên, nguyên bản phong cách cổ xưa hết thảy, giờ khắc này, mơ hồ lóe lên thanh quang. Từng đạo phong cách cổ xưa đường vân, tựa hồ toát ra quỷ dị chói lọi. Nguyên bản vậy tràn đầy tĩnh mịch luân hồi mộ địa thế giới, giờ khắc này tựa hồ sinh động. Cái này ngưng hồn đài rốt cuộc là bảo bối gì? Theo năng lượng rót vào, nhận ra được luân hồi mộ địa biến hóa, may là Diệp Thần cũng không khỏi được có một ít trợn mắt hốc mồm. Lấy được luân hồi mộ địa đã thời gian rất lâu. Nhưng là, đối với cái này luân hồi mộ địa, Diệp Thần biết rõ, nhưng là chưa bao giờ sâu sắc. Tựa như, hắn tiếp xúc được chẳng qua là luân hồi mộ địa nhất bên ngoài bề ngoài. Luân hồi mộ địa chỗ sâu. Lại là cất giấu cái gì? Diệp Thần cũng không biết. Mà bây giờ, luân hồi mộ địa tựa hồ ở ngưng hồn trên đài, cảm nhận được kêu gọi, muốn hướng Diệp Thần phơi bày ra nó ngoài ra một mặt. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Rốt cuộc, ở nhận ra được luân hồi mộ địa biến hóa mình không cách nào khống chế, Diệp Thần trong lòng phát tàn nhẫn. Luân hồi mộ địa muốn năng lượng. Diệp Thần cho nó. Luân hồi mộ địa muốn phải biến hóa. Diệp Thần để cho nó biến hóa. Diệp Thần cũng muốn xem, luân hồi mộ địa rốt cuộc muốn tự mình nói cái gì. Nhất niệm đến đây, buông ra cả người, Diệp Thần lại quả quyết buông tha đối với cửu thiên huyền dương quyết và luân hồi mộ địa áp chế, hắn thậm chí bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng ngoại giới. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như điên rồi. Không thể không nói, Diệp Thần cử động, không thể nghi ngờ là điên cuồng. Đổi thành bất kỳ một người tu luyện nào, chỉ sợ ở nơi này dạng khó khống chế cục diện dưới, cũng không dám làm ra chút nào điên cuồng sự việc. Nhưng là, Diệp Thần hết lần này tới lần khác làm như vậy. Hô hô hô! Theo Diệp Thần buông ra cả người, bắt đầu trợ giúp cửu thiên huyền dương quyết tăng tốc độ vận chuyển, lấy Diệp Thần làm trung tâm, toàn bộ ngưng hồn đài nhấc lên một cổ cơn sóng thần. Rào 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 rào! Đợt khí lăn lộn! Năng lượng tràn ra. Chỉ gặp thời khắc này Diệp Thần, miệng mũi khẽ nhếch, quanh thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Hắn đem hết toàn lực hấp thu năng lượng, thậm chí đã không để ý tự thân gân mạch phải chăng sẽ bị căng bể. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Diệp Thần đã bén nhạy nhận ra được, phàm là mình đạt đến cực hạn, luân hồi mộ địa tản ra hấp thu lực, rất nhanh sẽ gặp đem tràn vào mình trong cơ thể năng lượng, toàn bộ hấp thu vào. Cái này làm cho Diệp Thần vậy mất đi nỗi lo về sau. Trong chốc lát, toàn bộ ngưng hồn đài, lấy Diệp Thần làm trung tâm, cuốn lên khủng bố toàn gió. Diệp Thần bên người, năng lượng thiên địa, lại là đậm đà đến một cái làm người ta giận sôi đến nước. Hơi thở dẫn động, thậm chí kinh động ngưng hồn trên đài tất cả người tu luyện. Diệp Thần như vậy quấy rối, bọn họ tu luyện như thế nào à? Đáng chết! Thằng nhóc này hắn là điên rồi sao? Như thế hấp thu năng lượng, hắn không sợ bị chống đỡ chết sao? Hắn muốn làm gì? Khốn kiếp, chúng ta tu luyện miễn cưỡng bị đánh gãy.
Hỗn loạn như vậy hơi thở dưới, chúng ta căn bản không có thể lĩnh ngộ thiên địa ý. Từ tu luyện chính giữa giật mình tỉnh lại, tất cả mọi người hướng trung tâm bão diệp thần nhìn sang, thần sắc khiếp sợ. Gặp qua người điên cuồng, nhưng là, không có gặp qua diệp thần như thế người điên cuồng. Gặp qua liều mạng, không gặp qua như thế liều mạng. Diệp thần, đây là đang tìm chỗ chết à? Khốn kiếp, thằng nhóc này con mẹ nó liền tới quấy rối. Trong này, nhất là huyết minh người, giờ phút này thần sắc lại là khó khăn xem. Những người này chưa từng thời gian đầu tiên ra tay, đó là bởi vì bọn họ chuẩn bị trước lĩnh ngộ đồ và tu luyện mà thôi. Đây chính là 20 năm mới có một lần cơ hội à. Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa à. Bây giờ Diệp Thần, hắn dẫn động khí cơ, phân minh liền là muốn chặn huyết phong hoa các người đánh vào tu vi và lĩnh ngộ thiên đạo cơ hội. Chẳng lẽ Diệp Thần đã sớm ngờ tới như vậy sự việc, lúc này mới quỷ dị quấy rối. Nghĩ tới đây bên, huyết minh mấy người chố mắt nhìn nhau. Huyết phong hoa lại là lộ ra sát cơ. Vốn còn muốn cho thằng nhóc này sống lâu một đoạn thời gian, bây giờ nhìn lại, thằng nhóc này là một lòng muốn chết. Diệp tiên sinh. Ở Diệp thần bên người, Thẩm Thạch Khê và Kỷ Gia tiểu thư giờ phút này cũng là thần sắc quái dị. Nhất là Thẩm Thạch Khê, sắc mặt phức tạp, nhìn Diệp thần hắn khóc cười không được. Cái này Diệp tiên sinh mới vừa rồi còn để cho người lo lắng một phen, ai nghĩ tới hắn bây giờ lại lấy thủ đoạn như vậy phá hoại người khác tu luyện. Lần này, ngược lại không cần lo lắng huyết minh âm thầm ra tay. Bởi vì ngưng hồn đài hơi thở hoàn toàn hỗn loạn. Như vậy hơi thở dưới, trừ Diệp thần, người khác muốn tu luyện cơ hồ không thể nào. Chớ nói chi đến đánh vào cảnh giới. Chẳng qua là, Diệp thần rốt cuộc làm sao làm được như vậy điên cuồng. Lấy bây giờ hắn hấp thu linh khí tới xem, đủ để chống đỡ chết một người tu luyện liền à. Nhưng mà Diệp thần nhưng là nửa điểm không có ý dừng lại. Bị cái này một cổ khí lãng, bước lui hắn hết mấy bước, Thẩm Thạch Khê cau mày. Toàn bộ ngưng hồn đài, trong chốc lát lâm vào quỷ dị yên tĩnh chính giữa. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp thần, bọn họ muốn xem, Diệp thần lúc nào có thể dừng lại bực này điên cuồng cử động. Một phút trôi qua. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, một khắc đồng hồ trôi qua. Đảo mắt bây giờ, 1 giờ thời gian trôi qua. Như vậy sau nửa ngày trôi qua, hắn lại vẫn đang hấp thu. Trời ạ, thằng nhóc kia rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt à, không có bị chống đỡ chết sao? Trời ạ, cái này Diệp tiên sinh hắn là làm sao làm được? Mấu chốt ta cảm giác được rõ rệt ngưng hồn đài hơi thở càng ngày càng yếu ớt, đều bị thằng nhóc này lột cướp đi. Trời à! Liên hớp canh cũng không cho chúng ta uống. Mọi người rốt cuộc bắt đầu không bình tĩnh đứng lên. Nguyên bản còn đang chờ đợi Diệp thần tự tìm đường chết huyết phong hoa các người cũng là sắc mặt bộc phát khó khăn xem. Ước chừng nửa ngày thời gian trôi qua à! Bực này cuồng bạo năng lượng dưới, thằng nhóc kia không nhúc nhích tí nào. Hắn đan điền, chẳng lẽ là một cái động không đáy không được? Không thể như vậy đi xuống. Nếu là tiếp tục như vậy. Chúng ta còn tu luyện như thế nào cùng với lĩnh ngộ? Đại nhân, phải để cho thằng nhóc này dừng lại. Lần này leo lên ngưng hồn đài, nhưng mà chỉ có 3 ngày thời gian. Có thể nói, đối với mỗi một người tu luyện mà nói, mỗi một phút mỗi một giây cũng lộ vẻ được vô cùng trân quý. Cái này bỗng dưng vô cớ bị lãng phí nửa ngày thời gian, hơn nữa nhìn dáng dấp còn phải tiếp tục lãng phí đi xuống, mọi người nơi nào còn có thể ổn định. Càng là mấu chốt là, ngưng hồn trên đài, nếu như chiến đấu, dịch bảo các sẽ không ra tay. CMN, thằng nhóc thúi, người đi chết đi. Rốt cuộc, huyết minh một người đàn ông tử liền không nhịn được trước, một tiếng thét dài, thân hình bỗng nhiên như chim thương ưng cướp ra, hướng gió bão bên trong lướt đi. Không thể tiếp tục chờ đợi. Diệp thần tình huống, rất không tầm thường. Giờ phút này không giết Diệp thần, còn phải chờ tới khi nào. Cái này huyết minh đệ tử mặt đầy ý định giết người. Hừ, dám động Diệp tiên sinh, tự tìm cái chết. Huyết minh đệ tử bỗng nhiên giữ cướp ra, để cho Thẩm Thạch Khê và Kỷ Gia tiểu thư thần sắc đồng thời nghiêm túc. Chỉ nghe Kỷ Gia tiểu thư một tiếng hừ lạnh, thậm chí bất đồng Thẩm Thạch Khê ra tay, cổ tay run một cái, một chuôi trường cung xuất hiện ở trong tay của nàng. Từ đầu đến giờ, Kỷ Gia tiểu thư từ đầu đến cuối đều bảo trì cực cao cảnh giác.
chưa từng chút nào buông lỏng. Nàng nơi nào sẽ cho người đến gần Diệp Thần cơ hội? Cái này huyết minh đệ tử, quá mức gấp gáp. Chỉ thấy vậy khắc, Kỳ gia tiểu thư trong tay vậy trường cung toàn thân màu tím, điêu khắc phong cách cổ xưa hoa văn, mũi tên dài như linh sáng lạng vô biên. Dương cung, lắp tên. Phịch. Ở không ít người kinh ngạc ngay trong ánh mắt, một hồi nhọn tiếng vang truyền tới. Hiu hiu. Bén nhọn kia tiếng xé gió như xuyên thấu chân trời, điếc tai nhức óc. Lệ. Tựa như bây giờ, vậy thanh âm bén nhọn chính giữa, tất cả mọi người thấy một cái tràn đầy ngọn lửa chim hư ảnh bay lên trời, lao thẳng tới vậy huyết minh đệ tử đi. Chim lửa xuất thế, liệt hỏa phần thiên. Không tốt. Sư đệ, mau lui lại. Cẩn thận. Chim lửa hư ảnh hiện, thiên địa đổi. Vậy một phiến nhiễm đỏ thiên địa liệt diễm, để cho người không lạnh mà run. Huyết phong hoa và người huyết minh đồng thời thần sắc đại biến kinh hô thành tiếng. Bởi vì, tất cả mọi người đều cảm nhận được, một cổ di thiên nguy cơ, đã phô trương mở ra. Phịch. Chẳng qua là, ngay tại huyết phong hoa các người lời còn chưa dứt xuống thời điểm, một hồi nặng nề tiếng nổ tung nhưng là đã truyền tới. Cái đó giết ra huyết minh đệ tử, thân hình định cách, hắn diễn cảm động lại, trong mắt lộ ra vô tận kinh hãi ý. Rào rào. Xương máu đầy trời, máu thịt hoành bay. Chim lửa hư ảnh biến mất, lửa cháy bừng bừng lan tràn. Hô hô hô. Gió lạnh gào thét, toàn bộ ngưng hồn đài nhất thời lâm vào tĩnh mịch chính giữa. Nhìn Kỳ gia tiểu thư, tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau 2-3 bước. Bọn họ nhìn thấy gì? Chết! Huyết minh đệ tử, lại không có chút nào ngăn cản lực bị giết trong nháy mắt. Kỳ gia tiểu thư mũi tên kia bắn ra, vạch ra sáng lạng ánh lửa, như lửa chim bay lên không, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai không có vào đến huyết minh đệ tử trong cơ thể, rồi sau đó nổ tung. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không từng phát ra. Vậy mắt thấy giết tới Diệp Thần trước mặt huyết minh đệ tử, hóa là cho tàn. Hắn chết không thể lại hoàn toàn. Tốc độ thật nhanh, thật là bá đạo khí thế, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Kỳ gia tiểu thư một mũi tên, kinh thế hãi tục. Toàn bộ ngưng hồn đài yên lặng. Có thể nghe được, chỉ có gió lạnh gào thét thanh âm. Có thể thấy, chỉ có cuộn sạch gió lớn, thiêu đốt liệt diễm. Mọi ánh mắt, cũng như ngừng lại tay cầm dương cung. Thần sắc trong trẻo lạnh lùng Kỳ gia tiểu thư trên mình. Tựa như mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, đinh tai nhức óc tiếng xé gió, bên tai không dứt. Một cái thần du cảnh tầng 4 huyết minh đệ tử, lại cứ như vậy bị chấn giết. Đây là cái gì thủ đoạn? Đây là pháp bảo gì? Thật là khủng khiếp. Sư đệ! Cho đến phục hồi tinh thần lại, huyết minh còn dư lại mấy người, lúc này mới bi kêu thành tiếng. Nhìn vậy một phiến liệt diễm. Hai người vành mắt sắp nứt. Sư đệ của mình, lại cứ như vậy chết. Không có chút nào lực phản kích. Nhìn mặt không cảm giác, đi tới lửa cháy bừng bừng chính giữa, đem bắn ra vậy một chuôi mũi tên nhọn thu hồi Kỳ gia tiểu thư, hai người ánh mắt vô cùng cừu hận. Tên này trên người có ta Kỳ gia đồ mong muốn, đến gần một bước người, chết. Nhưng mà, Kỳ gia tiểu thư đâu? Nàng lại nơi nào sẽ để ý tới huyết minh đệ tử ăn thịt người vậy ánh mắt? Nàng lại nơi nào sẽ quan tâm người khác cái nhìn. Dương cung đứng, nàng lạnh lùng hừ nói. Một phen, như sấm nổ vang, rung động lòng người. Ai dám tới gần nơi này tiểu tử, người đó chết. Đây cũng là Kỳ gia tiểu thư phát ra thanh âm, đây là nàng đối với tất cả mọi người cảnh cáo. Kỳ gia tiểu thư hiển nhiên muốn đảm bảo thằng nhóc kia. Giờ khắc này, Kỳ gia tiểu thư trong tay vậy liệt vũ cung trường cung. Lộ vẻ được phá lệ nhức mắt. Diệp tiên sinh thật đúng là diễm phúc không cạn, bất quá từ đối phương ra tay tới xem, thật sự là người Kỳ gia. Cảm thụ bên trong sân vậy cơ hồ để cho người hít thở khó khăn hơi thở, nhìn thần sắc lạnh nhạt Kỳ gia tiểu thư, may là Thẩm Thạch Khê cũng không nhịn được khóe miệng quất một cái. Mới vừa rồi Kỳ gia tiểu thư điện quang kia đá lửa giữa ra tay, thật đúng là để cho người rung động. Thẩm Thạch Khê tràn đầy nhận thức. Vậy một chuôi trường cung rất là bất phàm. Hẳn là Kỳ gia vị kia chế tạo. Côn Lôn hư Kỳ gia nhưng mà có một vị luyện khí đại sư, chế tạo binh khí, vô số tông môn và gia tộc muốn cướp. Đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Thẩm Thạch Khê thần sắc đột nhiên thay đổi một chút.
Thẩm Thạch Khê địa vị bất phàm, hắn biết sự việc tự nhiên không thiếu. Cho tới giờ khắc này, hắn nhớ ra rồi Kỷ gia tiểu thư trong tay vậy một chuôi trường cung lai lịch. Liệt Vũ Cung. Nghe nói, mấy ngàn năm trước, một vị Kỷ gia cô gái từng bằng vào Liệt Vũ Cung càn quét 100.000 đại quân, chém chết vô số cường giả, là Kỷ gia làm ra cống hiến to lớn. Vậy Liệt Vũ Cung cũng bị truyền là thần nói. Sau đó, phụ nữ kia liền tan biến không còn dấu tích, lưu lại Liệt Vũ Cung, trấn thủ Kỷ gia. Chỉ tiếc, hậu nhân không có người nào có thể thi triển Liệt Vũ Cung. Cho đến ngàn năm trước, Kỷ gia có một vị kêu Kỷ Phù Dung người phụ nữ lần nữa chiêu ra Liệt Vũ Cung, cứu vãn Kỷ gia tại làm khó chính giữa, một mũi tên dưới, chém chết cường giả từ ngoài ngàn dặm. Mà mũi tên kia nhưng cũng là hao phí Kỷ Phù Dung toàn bộ máu tươi. Liệt Vũ Cung lần nữa danh chấn Côn Lôn hư. Từ Kỷ Phù Dung sau đó, Liệt Vũ Cung tuy ở đây, cũng không người có thể sử dụng, nghe nói mất đi linh tính. Ngàn năm qua, cái này thần binh dần dần bị người quên lãng. Không nghĩ tới, hôm nay, Liệt Vũ Cung lại xuất hiện. Cái này làm cho Thẩm Thạch Khê thần sắc không khỏi được đột nhiên biến hóa. Liệt Vũ Cung, đây là Liệt Vũ Cung. Không sai, ta vậy nhớ ra rồi. Đây là Kỷ gia Liệt Vũ Cung. Làm sao có thể, Liệt Vũ Cung sẽ xuất hiện ở cô gái kia trong tay. Nàng lại có thể thi triển Liệt Vũ Cung, cái này không thể nào. Thẩm Thạch Khê tỉnh hồn lại một tiếng khẽ hô, hiển nhiên là nhắc nhở không ít người. Trong nháy mắt, trên đài người cũng phục hồi tinh thần lại, kinh hô thành tiếng. Người ở tại tràng, cũng là đại gia tộc hoặc là tông môn con em thành viên. Thẩm Thạch Khê nhắc nhở, rất nhanh để cho bọn họ nghĩ tới một ít chuyện tình. Càng như vậy, mọi người thần sắc càng hoảng sợ. Nghĩ đến liên quan tới Liệt Vũ Cung truyền thuyết, bọn họ lại là trố mắt nhìn nhau. Cái này Kỷ gia không trọn vẹn chí bảo, lại xuất hiện ở Kỷ gia tiểu thư trong tay, cái này còn chưa đủ để cho người điên cuồng sao. Liệt Vũ Cung. Đám người phía trước, Huyết Phong Hoa con người không khỏi được đột nhiên co rút lại, hắn thần sắc biến ảo, âm tình bất định. Bất quá rất nhanh, Huyết Phong Hoa phát giác cái gì, hừ lạnh một tiếng, mặc dù là Liệt Vũ Cung, nhưng là phẩm cấp nhưng là rơi lợi hại, nếu không thời kỳ toàn thịnh Liệt Vũ Cung phỏng đoán để cho tất cả mọi người đều hóa là xương máu, vật này đối với Kỷ gia mà nói chẳng qua là một kiện phá đồ chơi mà thôi, có cái gì tốt kinh ngạc. Huyết Phong Hoa nói vậy để tỉnh mọi người. Đúng là, vậy Kỷ gia tiểu thư trong tay nắm Liệt Vũ Cung cũng không có trong truyền thuyết mạnh mẽ. Thậm chí phẩm cấp rất không thiếu. Có thể hỏi đời cũng không coi là quá kỳ quái. Bất quá lạc đà gầy lớn so với ngựa, rất nhiều cường giả cũng không dám lại đánh Diệp Thần chủ ý. Ngay cả là người huyết minh, vậy đều không khỏi được sắc mặt nặng nề. Liệt Vũ Cung nơi tay, mặc dù phẩm cấp rất mấy phần, nhưng là thời khắc này Kỷ gia tiểu thư liền như thần ma, một người ở cửa, vạn người chớ mở. Ai có thể cùng tranh phong? Hơn nữa Diệp Thần bên người Thẩm Thạch Khê, may là Huyết Phong Hoa, cũng không dám vọng động. Toàn bộ ngưng hồn đài, như chết yên lặng, chỉ có thời gian đang không ngừng trôi qua. Diệp Thần điên cuồng cướp đoạt, cực kỳ vô tình. Mà những người còn lại chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu một ít linh khí. Thử nghiệm lĩnh ngộ, nhưng là kết quả đều là thất bại. Như vậy cũng tốt so Diệp Thần ăn một thùng cơm, mà những người còn lại chỉ có thể uống gạo canh vậy. Cái này mẹ hắn vậy quá bá đạo à, mấu chốt bọn họ căn bản không có biện pháp à. Hai ngày, ước chừng hai ngày thời gian, Diệp Thần tu luyện, đã để cho người điên cuồng đến cơ hồ tan vỡ. Từ bước lên ngưng hồn đài, đến thời khắc này, thời gian hai ngày, Diệp Thần chưa bao giờ dừng lại hấp thu linh khí. Toàn bộ ngưng hồn đài, bởi vì Diệp Thần tồn tại, khí cơ hỗn loạn. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần. Trắng trợn hấp thu năng lượng. Hắn hấp thu năng lượng, không biết đã đủ để sánh bằng tầm thường người tu luyện cần năng lượng mấy trăm lần mấy ngàn lần. Nhưng là, Diệp Thần lại chút nào vô sự, cái này càng làm cho người hoảng sợ sự việc. Tiến vào ngưng hồn đài thời gian, đã qua phần lớn, không ít người đã rời đi, còn dư lại tất cả nhân viên, căn bản không có được tu luyện cơ hội, cái này làm cho bọn họ oán khí ngất trời. Chẳng qua là, mỗi lần thấy tay cầm Liệt Vũ Cung, đứng ở Diệp Thần bên người Kỷ gia tiểu thư, tất cả mọi người trong lòng oán khí cũng chỉ có thể áp chế, đè thêm chế.
giận mà không dám nói, còn có so với cái này càng bi thảm sự việc sao? Cho dù Kỷ gia tiểu thư chỉ là có thể thi triển liệt vũ cung ra lông lực, như vậy một người tu luyện, đã không phải cùng cấp bậc người có thể chống lại. Thậm chí siêu phàm cảnh đỉnh cấp người tu luyện cũng phải tránh lui 90 dặm. Ai dám cùng Kỷ gia tiểu thư tranh phong, Huyết Minh cái đó chết bất đắc kỳ tử đệ tử, chính là ví dụ. Cái này làm cho mọi người lại là giận mà không dám nói gì. Mọi người có thể làm chỉ có mong đợi Diệp Thần mau sớm kết thúc cái này đáng chết tu luyện, cho bọn họ lưu lại một chút chỗ trống. Nhất là những người tại chỗ rõ ràng nhận ra được, hai ngày này, ngưng hồn trên đài năng lượng khí tức, càng phát ra yếu ớt sau đó, tâm tình lại là trước nóng này. Tiếp tục như vậy, Diệp Thần thật sự là không dự định để lại cho người khác một chút đường sống à. Hô! Đi tới ngưng hồn đài ngày thứ ba, lúc tờ mờ sáng, rốt cuộc ở tất cả mọi người thứ vô số lần khấn cầu và mong đợi chính giữa, ngồi xếp bằng ở trung tâm bão Diệp Thần, dài thở ra một cái. Trong cơ thể cửu thiên huyền dương quyết dần dần ngừng vận chuyển, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Ngày này, Diệp Thần rốt cuộc thì bước lui ra tu luyện, mà ở nơi này ngưng hồn trên đài tàn phá bừa bãi ước chừng 3 ngày gió bão, vậy rốt cuộc vào giờ khắc này, tiêu ngừng lại. Nguyên bản mơ màng buồn ngủ mọi người, nhận ra được cái tình huống này, đột nhiên mở mắt ra, tầm mắt cũng theo bản năng hướng Diệp Thần tập trung tới. Thiên địa, vào giờ khắc này, tựa như cũng yên tĩnh. Diệp Thần từ tu luyện chính giữa trở về, hắn bây giờ là cái tình huống gì? Toàn bộ ngưng hồn đài yên lặng đến khủng bố. Ước chừng 3 ngày thời gian, Diệp Thần rốt cuộc ngưng tu luyện, mở ra hắn cặp mắt. Tiếp xúc tới Diệp Thần ánh mắt trong nháy mắt, tất cả mọi người lòng, đều không khỏi được chìm một chút. Đó là một đạo bực nào ánh mắt sắc bén. Giờ khắc này, Diệp Thần vạch qua trên người mọi người tầm mắt, tựa như có thể đem tất cả mọi người nhìn thấu. Diệp tiên sinh, ngày cuối cùng kết thúc. Ước chừng qua một lúc lâu, dẫn đầu tỉnh hồn lại Thẩm Thạch Khê lộ ra nụ cười hưng phấn. Giờ phút này, tất cả mọi người không cách nào cảm nhận được Diệp Thần khí thế cường đại dường nào. Nhưng là, giờ phút này Diệp Thần ánh mắt, nhưng là làm cho lòng người sợ hãi. Hắn hiển nhiên có biến hóa bất đồng. Thậm chí ánh mắt này cảm giác giống như là đang đối mặt một cái siêu phàm cảnh cường giả. Chẳng lẽ Diệp Thần đã bước vào tầng thứ này chính giữa? 3 ngày thời gian từ chân nguyên cảnh đến thần du cảnh, rồi đến siêu phàm cảnh. Không thể nào. Cái này mấy ngày đa tạ tiền bối là ta hộ pháp. Hướng Thẩm Thạch Khê gật đầu một cái, Diệp Thần nhẹ giọng nói. Thẩm Thạch Khê nghe được tiền bối, trực tiếp sợ thiếu chút nữa quỳ xuống. Diệp tiên sinh, bối phận không thể loạn à. Ngài nhưng mà sư, nếu là tông chủ biết, có thể muốn giết ta. Ngay sau đó, Diệp Thần hướng Kỷ gia tiểu thư nhìn sang. Mặc dù không biết đối phương tại sao phải giúp mình, nhưng là phần này ý tốt hắn tâm lĩnh. Bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện này đem vậy hắc bạo cuồng mãng gân mạch đưa ra. Cảm ơn. Vị kia Kỷ gia tiểu thư đem vũ khí thu hồi lại, cười một tiếng, khách khí, ta người này liền yêu kết bạn, bây giờ chúng ta hẳn coi là bạn bình thường đi. Diệp Thần do dự mấy giây gật đầu một cái, coi là. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần thu hồi tầm mắt, nhẹ thở ra một hơi, đột nhiên bắn về phía một phương hướng, ý định giết người phóng thích, nói có một ít sự việc, nên giải quyết một chút. Mấy ngày nay thời gian, mặc dù cũng đang tu luyện, nhưng là, ngoại giới phát sinh một ít chuyện tình, Diệp Thần nơi nào sẽ không biết. Nói thí dụ như ngày đó Kỷ gia tiểu thư lấy liệt vũ cung cường thế trấn giết một cái Huyết Minh đệ tử. Nói thí dụ như cái này mấy ngày luôn luôn phong tỏa ở trên người mình vậy mấy đạo sát ý. Người Huyết Minh, muốn tiêu diệt Diệp Thần lòng, từ đầu đến cuối bất diệt. Đã như vậy, Diệp Thần không muốn chờ đợi. Kỷ tiểu thư, ngưng hồn đài động thủ hẳn không có vấn đề chứ. Chỉ cần không đem sự việc làm lớn chuyện, tự nhiên không có sao. Những cái kia trấn giữ nhân vật lớn sẽ không quản. Diệp Thần gật đầu một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, hướng Huyết Phong Hoa và mấy vị Huyết Minh cường giả nhìn sang. Oanh! Một khắc sau, thời gian vừa niệm, một cổ ưu việt ý định giết người phóng lên cao. Ý định giết người chính giữa, thiên địa đọng lại, tất cả mọi người tựa như rơi vào đến hầm băng chính giữa. Diệp Thần ở luân hồi mộ địa trong,
ba ngày thời gian, lại từ chân nguyên cảnh tầng thứ 3 bước vào đến chân nguyên cảnh tầng thứ 8. Dòng dã 5 cảnh giới. Mặc dù không có bước vào thần du cảnh, nhưng là đã cơ hồ nghịch thiên. Phải biết ngang hàng cảnh giới dưới, hắn so Côn Lôn hư cường giả mạnh hơn gấp mấy lần. Đây cũng là hắn có thể vượt cấp giết người mấu chốt. Mà giờ khắc này hắn hơi thở và ý định giết người căn bản không phải chân nguyên cảnh tầng 8. Càng giống như là thần du cảnh trên. Không tốt, cẩn thận. Huyết Phong Hoa dẫn đầu thần sắc đại biến, kinh hô thành tiếng. Khí thế thật là mạnh mẽ. Đây tuyệt đối không phải chân nguyên cảnh. Tựa hồ giống như là thần du cảnh, vừa giống như siêu phàm cảnh, nhưng lại cũng không giống. Theo ý định giết người bung ra. Giờ khắc này Diệp Thần hơi thở cuồng bạo. Trong cơ thể huyết long tựa như cũng phải lập tức lao ra trong cơ thể. Cảm thụ cái này một cổ hơi thở, mọi người thần sắc không không kinh hoàng. Vậy một cổ ngất trời khí thế, để cho Diệp Thần thân hình, như núi cao sừng sững ở nơi này ngưng hồn trên đài. Lộ ra thấy rõ, Diệp Thần đã xảy ra chất biến hóa. Đây không phải là chân nguyên cảnh người tu luyện nên có hơi thở. Chẳng lẽ Diệp Thần đã lặng yên không tiếng động bước vào siêu phàm cảnh? Ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, này thay nhau vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt cũng lộ vẻ được khó tin. Nguyên bản, lần này đi tới ngưng hồn đài bên trong, tất cả mọi người chính giữa, Huyết Phong Hoa không thể nghi ngờ là có khả năng nhất dẫn đầu đột phá nhân viên. Nhưng mà, đi tới ngưng hồn đài phát sinh hết thảy, thậm chí không có cho Huyết Phong Hoa lưu lại cơ hội. Bây giờ Diệp Thần vượt qua nhiều như vậy cảnh giới lớn. Mọi người như thế nào có thể đủ ổn định? Liền liền cách đó không xa Kỷ Gia tiểu thư ánh mắt cũng là thoáng qua một tia thần sắc hoảng sợ. Thằng nhóc này ngược lại là có ý tứ, Hoa Hạ núi Côn Lôn cái này ngưng hồn đài không hề coi là mạnh mẽ, nhưng là lại bị thằng nhóc này rất miễn cưỡng tước đoạt, mấu chốt khí tức cường đại liền nhiều như vậy lần, thật là chưa bao giờ nghe, chẳng lẽ người này và Kỷ Tư Thanh tỷ tỷ là một loại người? Nếu như người này gia nhập Kỷ Gia, vậy Kỷ Gia không phải ý nghĩa lại thêm một vị thiên tài yêu nghiệt. Giờ khắc này, Kỷ Gia tiểu thư đối với hắc bạo cuồng mãng gân mạch ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Nàng chân chính cảm thấy hứng thú là Diệp Thần. Ở từng đạo rung động ngay trong ánh mắt, ở từng trận tiếng kinh hô chính giữa, Huyết Phong Hoa dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, ý định giết người bùng nổ. Thằng nhóc này đối với hắn mà nói là một đạo uy hiếp. Vốn là thằng nhóc này ở hắn trong mắt bất quá là một cái tùy thời có thể bóp chết con kiến hôi, bây giờ nhìn lại. Tuyệt đối nguy hiểm. Thậm chí người này và vậy Hoa Hạ Diệp Thần như nhau uy hiếp Huyết Minh. Thế giới này là thế nào? Họ Diệp cũng trâu bò như vậy. Yên lặng thật lâu Côn Lôn hư Diệp ra chẳng lẽ muốn bộc phát? Nếu như ta không lầm, mới vừa rồi các người Huyết Minh muốn ở ta lúc tu luyện giết ta đi. Nếu như không phải là Kỷ Gia tiểu thư ra tay, sợ là ta đã sớm bỏ mạng ở cái này ngưng hồn trên đài. Nếu như các người Huyết Minh nguyện ý quỳ xuống thần phục, ta có thể cân nhắc cho các người một con đường sống. Uy hiếp? Sao sao uy hiếp trắng trợn? Ai có thể nghĩ tới Huyết Minh lại bị một cái chân nguyên cảnh tiểu tử uy hiếp? Đây quả thực là vô cùng nhục nhã à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.